cái nội dung ngày hôm nay thì tôi có hai cái nội dung mà ban tổ chức yêu cầu, thì tôi sẽ trao đổi với các anh chị em hai bài. Bài thứ nhất là bài chọn mẫu và tính toán cơ mẫu. Đây là cái vấn đề mà rất nhiều người thấy là khó. Tuy nhiên là trong vòng khoảng nửa buổi sáng, trong vòng khoảng tiếng rưỡi, tôi nghĩ rằng là tôi sẽ cố gắng là giải đáp được cho các bạn những cái vấn đề để các bạn khi mà chúng ta thực hiện chọn mẫu và tính toán cỡ mẫu cho các cái nghiên cứu cụ thể của mình thì các bạn sẽ thấy tự tin và các bạn không bị bối rối. Tôi ví dụ là rất nhiều các bạn đang bối rối cái chuyện là chúng ta có, ví dụ trong một khoa phòng chúng ta nghiên cứu trên có khoảng 40 bệnh nhân chẳng hạn, chúng ta làm tất cả trên 40 bệnh nhân đấy thì các bạn rất là băn khoăn là không biết là thế đã đủ cỡ mẫu chưa, thế và chọn như thế nào, thế chọn thì gọi thế nào. Thì nhiều bạn gọi là chọn mẫu thuận tiện, bởi vì em có 40 em chọn mẫu 40 thì gọi là thuận tiện. Thế chúng ta sẽ cần phải làm rõ cái việc thuận tiện đấy có đúng hay không, hoặc là cái đấy chúng ta là hoàn toàn cho phép. Nếu như tôi giải đáp luôn là trong một khoa phòng nếu như chỉ có 40 người mà chúng ta làm nghiên cứu trên 40 thì có nghĩa là chúng ta đã chọn mẫu toàn bộ. Chọn mẫu toàn bộ nó khác với chọn mẫu thuận tiện thì rất là tốt. Bởi vì tất cả chúng ta chỉ có số bằng đấy bệnh nhân thôi. Nên chúng ta không có hơn nữa thì làm sao chúng ta có thể lấy được hơn nữa. Và 40 bệnh nhân đấy là tất cả các bệnh nhân chúng ta có rồi thì đấy là chọn mẫu toàn bộ, nó khác với chọn mẫu thuận tiện. Thì đấy là cái mà tôi sẽ cùng với các anh chị em giải đáp. Thế còn cái phần thứ hai thì tôi sẽ trình bày với các anh chị em một số vấn đề liên quan đến hồi quy. Cái hồi quy thì tôi sẽ cố gắng làm đơn giản thôi, bao gồm hồi quy tuyến tính, hồi quy logistic và phân tích sống còn, và tất cả những cái đó thì chúng ta sẽ có cái bài tập thực hành. Và hy vọng đến khoảng 12 giờ chúng ta làm liên tục đến 12 giờ chúng ta sẽ kết thúc được. Vâng. Thế thì đối với bài đầu tiên thì tôi sẽ tập trung vào ba cái vấn đề chính. Khái niệm cơ bản thì rất là nhanh thôi. Và sau đó thì chúng ta sẽ trao đổi về phương pháp chọn mẫu. Chọn mẫu thì ở đây thì tôi sẽ giảng rộng ra chọn mẫu cho cả các cái nghiên cứu lớn hơn. Thế còn đối với các nghiên cứu của các bạn, nếu chúng ta thực hiện trong bệnh viện thì nó sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Thế và phương pháp tính toán cỡ mẫu thì sẽ lấy ví dụ của một số những trường hợp mà tương đối là đơn giản và áp dụng nhiều cho các bạn. Thế thôi ạ. Vâng, thì đấy là cái nội dung. Thế bây giờ đây là cái khái niệm mà các bạn cần phải nhớ. Đầu tiên, cực kỳ quan trọng khi chúng ta học thống kê cũng như là làm chọn mẫu và tính toán cỡ mẫu thì rất quan trọng là chúng ta phải phân biệt được các cái khái niệm quan trọng. Thì cái khái niệm đầu tiên mà các bạn cần phải phân biệt đó là quần thể và mẫu. Không biết phần này cô Quyên qua có trao đổi các bạn chưa? Có sơ bộ rồi đúng không? Nếu chúng ta phân biệt được rất tốt. Vậy quần thể là gì ạ? Quần thể tiếng Anh là population đúng không ạ? Còn mẫu là sample. Tại sao lại phải có quần thể vậy? Tại sao lại chúng ta lại quan tâm đến quần thể và tại sao chúng ta phải có mẫu? Quần thể, thôi các bạn học rồi thì để phần này tôi sẽ... Quần thể là toàn bộ các cái cá thể chúng ta quan tâm. Ví dụ như chúng ta đang muốn nghiên cứu về một cái chỉ số, một cái hằng số sinh học nào của người Việt Nam thì quần thể nghiên cứu của chúng ta là toàn bộ người dân Việt Nam, là hơn 90 triệu người dân Việt Nam. Nó bao gồm toàn bộ các cái cá thể chúng ta quan tâm. Thì đấy là quần thể nghiên cứu. Thế còn thông thường ấy thì chúng ta không làm được nghiên cứu trên toàn bộ quần thể. Bởi vì gì ạ? Điều kiện về tài chính, điều kiện về thời gian và điều kiện các cái điều kiện cơ sở vật chất khác không cho phép chúng ta nghiên cứu trên toàn bộ quần thể. Chính vì vậy chúng ta phải chọn ra một cái mẫu để chúng ta nghiên cứu. Vậy thì mẫu là gì? Mẫu là một phần của quần thể mà nó bao gồm các cái cá thể chúng ta sẽ nghiên cứu. Và thì cái đấy là cái cực kỳ quan trọng. Ví dụ như tôi đang quan tâm đến nghiên cứu về khả năng nghiên cứu khoa học của tất cả các bạn cao học nội trú trong toàn bộ Việt Nam. Ví dụ như vậy, nhưng mà tôi không có điều kiện tôi nghiên cứu chất tất thì tôi sẽ phải chọn ra một cái mẫu để tôi nghiên cứu. Những cái người mà tôi chọn thì sẽ tham gia và nghiên cứu. Thì đấy là mẫu nghiên cứu. Vâng, thì rất đơn giản như vậy. Hai khái niệm này nó liên quan đến cái khái niệm chọn mẫu và ngoại suy. Chọn mẫu nghĩa là từ cái quần thể nghiên cứu chúng ta đang quan tâm, chúng ta chọn ra một cái mẫu. Hay nói khác là chọn ra những cá thể mà chúng ta đưa vào nghiên cứu. Thế và sau này thì các kết quả nghiên cứu chúng ta sẽ dựa trên các cái cá thể chúng ta sẽ nghiên cứu được. Thế còn khái niệm thứ hai là ngoại suy, có nghĩa là gì ạ? Sau khi tôi tiến hành nghiên cứu rồi trên cái mẫu này, thì từ kết quả của mẫu tôi ngoại suy ra kết quả quần thể thì đây là quá trình ngoại suy. Hay nói khác là tôi quan tâm, các anh chị em nhớ này, tôi quan tâm đến cái này này, cái lớn này này. Nhưng tôi không làm được trên cái lớn, do vậy tôi phải chọn ra một cái mẫu nhỏ để tôi tiến hành. Sau khi có kết quả nghiên cứu trên cái mẫu nhỏ này thì tôi lại muốn suy ra cái mẫu lớn, thì đấy là ngoại suy. Vâng, thế thì đấy là cái chúng ta cần quan tâm. Và hôm qua nếu như cô Quyên đã giảng cho chúng ta rồi, thì nếu như chúng ta thực hiện
nghiên cứu trên mẫu và chúng ta mô tả những cái đặc tính của mẫu thì chúng ta gọi là thống kê. Thống kê gì nhỉ? Thống kê mô tả, đúng không ạ? Thế còn việc chúng ta ngoại suy từ kết quả của mẫu này ra kết quả quần thể thì chúng ta gọi là thống kê gì? Thống kê suy luận, đúng rồi, rất tốt. Và thống kê suy luận thì chúng ta mới cần 95% khoảng tin cậy. Thống kê suy luận thì chúng ta mới cần đến gì? Các cái trắc nghiệm thống kê hay các test thống kê, đúng không ạ? Thế còn nếu không, chúng ta chỉ làm thống kê mô tả thôi thì không cần phải ngoại suy, không cần phải dùng 95% khoảng tin cậy mà cũng không cần phải trắc nghiệm thống kê. Thế do vậy nếu các em học thiết kế nghiên cứu rồi, các em học thiết kế nghiên cứu, nếu các em làm nghiên cứu trên một loạt các ca bệnh, thiết kế nghiên cứu thì chúng ta có rất nhiều, đúng không ạ? Chúng ta có nghiên cứu quan sát, nghiên cứu can thiệp, đúng không ạ? Trong nghiên cứu quan sát thì chúng ta có nghiên cứu một ca bệnh, nghiên cứu một loạt các trường hợp bệnh. Một ca bệnh chúng ta gọi là case report, đúng không ạ? Thế còn một loạt các ca bệnh chúng ta gọi là case study, đúng không ạ? Thế và nếu như chúng ta làm nghiên cứu trên một case, một trường hợp bệnh hoặc là một gì, một nhóm các trường hợp bệnh thì chúng ta không ngoại suy ra quần thể thì chúng ta không cần phải trắc nghiệm thống kê gì cả, không cần phải ti test, không phải khi bình phương gì cả. Thì nó rất là đơn giản, đúng không ạ? Thì đấy là các cái nghiên cứu mô tả đơn thuần. Thì tôi lấy ví dụ như vậy thôi ạ. Thế, thế thì đấy là cái rất quan trọng. Thế bây giờ tôi sẽ trao đổi về chọn mẫu trước. Chọn mẫu thì rất đơn giản là cái việc mà chúng ta chọn ra các cái cá thể đại diện cho cái quần thể và chúng ta đưa vào nghiên cứu. Thì đấy, rất đơn giản như vậy. Chúng ta quan tâm đến quần thể rất là lớn nhưng chúng ta không có điều kiện làm nghiên cứu trên toàn bộ quần thể. Thế do vậy chúng ta sẽ chọn ra một cái mẫu để chúng ta nghiên cứu. Thế thì cái điều kiện đảm bảo đó là gì ạ? Khi mà chọn mẫu thì chúng ta cần phải đảm bảo hai cái điều kiện. Thứ nhất là gì ạ? Mẫu phải đại diện cho quần thể. Thứ hai là cỡ mẫu phải đủ lớn. Để khi mà chúng ta ngoại suy chúng ta có thể thực hiện được. Có nghĩa là nếu như chúng ta muốn ngoại suy từ kết quả của mẫu ra kết quả quần thể thì chúng ta phải đảm bảo hai cái điều kiện là gì ạ? Chọn mẫu phải đại diện và cái cỡ mẫu này phải đủ lớn. Thì đấy là hai cái điều kiện. Vâng. Thế thì chọn mẫu thì có nhiều phương pháp. Thế thì người ta nhóm vào hai cái nhóm chính, một là chọn mẫu xác suất hay người ta còn gọi là chọn mẫu đại diện. Thế còn loại thứ hai là chọn mẫu không xác suất hay còn gọi là chọn mẫu không đại diện. Thế và nếu như mà chúng ta muốn ngoại suy thì chỉ có chọn mẫu xác suất với cho phép chúng ta ngoại suy ra kết quả quần thể, đúng không ạ? Rồi, thế thì đầu tiên là chúng ta sẽ đi chọn mẫu không xác suất trước để chúng ta thấy rằng là những cái giá trị của cái chọn mẫu không xác suất là không lớn, đúng không ạ? Vâng, chọn mẫu không xác suất có nghĩa là gì ạ? Cái xác suất mà các cái cá thể được lựa chọn vào mẫu là không giống nhau. Đó. Ví dụ như tôi đang quan tâm đến tất cả các anh chị em học trong lớp này này, chúng ta đang quan tâm đến một chỉ số gì đấy, tôi lấy một cái ví dụ đơn giản là cái thu nhập hàng tháng chẳng hạn. Thế thì nếu như tôi chọn mẫu không đại diện thì những người gần tôi mời vào mẫu nghiên cứu chúng ta. Thì đấy là chọn mẫu không đại diện hay chọn mẫu không xác suất. Thế thì trong chọn mẫu không xác suất thì có rất nhiều kiểu. Thứ nhất là chọn mẫu thuận tiện. Có nghĩa là tôi nói rằng tôi đang làm một cái nghiên cứu này đây thì ai muốn tham gia thì tham gia. Thế thì các bạn nào mà muốn quan tâm đến nghiên cứu đó thì sẽ tham gia, thì đấy gọi chọn mẫu tình nguyện, đúng không? Tình nguyện. Thì chọn mẫu tình nguyện thì chỉ có những người nào người ta biết thông tin về cái nghiên cứu đó hoặc là người ta có những cái đặc tính nhất định, ví dụ như người ta rất là mạnh bạo hoặc là người ta muốn thử sức mình trong những nghiên cứu thì người ta mới tham gia. Như vậy nó không đại diện, đúng không ạ? Thế còn loại thứ hai thì người ta có một kiểu là chọn mẫu chỉ tiêu. Tự nhiên tôi thích, chẳng có nguyên tắc nào cả. Tự nhiên tôi thích làm nghiên cứu trên một nửa nam và một nửa nữ. Và không có nguyên tắc nào cả. Thế thì đấy cũng là chọn mẫu không xác suất. Và cái chọn mẫu thứ ba là chọn mẫu bóng tuyết. Có nghĩa là tôi nghiên cứu trên một bạn. Thế xong rồi bạn lại giới thiệu một người tiếp theo. Xong bạn kia lại giới thiệu người tiếp theo. Thì đấy là các cách chọn mẫu không xác suất. Và không xác suất có nghĩa là gì ạ? Các xác suất mà các thể chọn mẫu thì nó không giống nhau. Ví dụ như tôi thuận tiện thì tôi làm nghiên cứu tôi chọn ba em này ngồi gần tôi nhất. Thế. Thì ba em này ngồi gần tôi nhất thì nó không đại diện cho toàn bộ tất cả các em. Thế và nếu như chúng ta chọn mẫu không xác suất thì chúng ta có ngoại suy được không? Có thể là kết quả của ba em này có đại diện cho toàn bộ của lớp chúng ta không? Không, đúng không ạ? Thế do vậy là đây là cái phương pháp mà người ta chỉ thường dùng trong các nghiên cứu thử mà thôi. Bởi vì sao? Bởi vì nó sẽ gây ra sai lệch lựa chọn. Tất cả những người mà gần tôi thì là những người mà đến sớm hoặc là những người mà mắt kém chẳng hạn thì người ta ngồi trên, ví dụ thế, thì nó sẽ không đại diện cho tất cả chúng ta. Thì tóm lại là đây là các phương pháp chọn mẫu không xác suất mà chúng ta chỉ nên dùng trong các nghiên cứu thử hoặc là các nghiên cứu định tính mà thôi. Thế bây giờ tôi sẽ đi sang cái phần chọn mẫu xác suất ạ.
Đấy, chọn mẫu xác suất là gì ạ? Là các xác suất mà các cái cá thể được lựa chọn vào mẫu là như nhau. Vâng, có nghĩa là tất cả mọi người ở đây chúng ta coi là lớp chúng ta là quần thể. Nếu tôi muốn làm một nghiên cứu trên, tôi không có điều kiện tôi làm tất cả trên toàn bộ 80 người lớp ta, tôi chỉ có điều kiện tôi làm nghiên cứu trên 10 người thôi, thì tôi chọn ra 10 người thì 10 người này phải có xác suất được lựa chọn giống tất cả những 80 người khác. Thì đấy, đấy là cái. Thế thì có 5 cái phương pháp, thì tôi sẽ đi nhanh từng cái phương pháp một. Đầu tiên là chọn mẫu ngẫu nhiên đơn. Phần này thì tài liệu các em có rồi, thì tôi cũng sẽ cố gắng là không đi theo các cái từng cái câu viết trên trên màn hình. Thế tuy nhiên là chúng ta có thể hiểu một cách rất đơn giản là chọn mẫu ngẫu nhiên đơn, thì đây là cái phương pháp chọn mẫu có thể nói là cơ sở của tất cả các phương pháp khác, mà nó đảm bảo tính đại diện, cái tính đại diện tốt nhất. Thế thì cái cách làm là gì? Nếu như trong 80 người này tôi muốn chọn ra 10 người thì theo các em nên chọn như thế nào? Cũng tương tự như trong một cái khoa phòng có 80 bệnh nhân mà các em không đủ tiền các em làm trên 80 bệnh nhân, thì các em chỉ làm trên 10 bệnh nhân thôi, thì các em làm nào? Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn. Cái này áp dụng rất nhiều trong điều kiện lâm sàng. Làm nào? Ví dụ trong lớp của chúng ta này. Trong lớp của chúng ta thì tôi rất đơn giản là gì ạ? Tôi chọn 10 viên phấn, tôi nhắm mắt và tôi ném vào ai thì người sẽ gì? Sẽ vào mẫu nghiên cứu, đúng không? Thì sẽ xác suất. Thế còn cách thứ hai là đơn giản hơn, là chúng ta có gì? Chúng ta phải có danh sách của 80 người, đúng không ạ? Đúng không ạ? Thế sau đấy thì chúng ta sẽ nhắm mắt và chúng ta chấm vào ai thì người đó sẽ vào mẫu. Đúng không ạ? Thế thì cách đấy là cách thủ công. Thế còn hiện nay thì nếu như chúng ta có danh sách của 80 người, chúng ta đưa vào máy, chúng ta bấm ngay, chúng ta trong các phần mềm thống kê đều có là giúp chúng ta sẽ chọn ra 10 người một cách ngẫu nhiên. Đấy, thế thì nếu như trong một cái khoa phòng nào đó mà nếu các em mà không đủ điều kiện làm nghiên cứu trên toàn bộ thì các em sẽ chọn mẫu ngẫu nhiên đơn, đúng không ạ? Ví dụ trong một khoa của chúng ta có 80 người mà chúng ta chọn 10 người, chúng ta hãy có danh sách của 80 người đó và chúng ta đưa vào máy tính, xong chúng ta bấm một cái để chọn ra 10 người, thì đấy là chọn mẫu ngẫu nhiên đơn. Đó. Thế đây là cái cách chọn mẫu có thể nói là cơ sở của tất cả các phương pháp chọn mẫu khác. Thế theo các em thì phương pháp này có ưu điểm và nhược điểm gì ạ? Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn thì trong điều kiện lâm sàng áp dụng rất nhiều, nhưng mà theo các em thì suy rộng ra thì nó có ưu điểm và nhược điểm gì? Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn. Ưu điểm trước nhá. Ưu điểm là gì? Rất đại diện, đúng không ạ? Vâng, rất đại diện. Thế và khi mà chúng ta phân tích số liệu thì nó rất đơn giản, bởi vì chúng ta chọn ngẫu nhiên rồi thì cái việc mà chúng ta phân tích nó tương đối đơn giản. Thì đấy là hai cái ưu điểm. Và đây tôi nhắc lại, đây là cơ sở của các phương pháp chọn mẫu khác, thì đấy là ưu điểm. Vâng, thì rất đơn giản như vậy thôi. Thế bây giờ nhược điểm ạ, theo các em thì theo đây ạ. Đầu tiên là nếu như muốn chọn mẫu theo ngẫu nhiên đơn thì chúng ta phải có gì? Cái danh sách chúng ta phải có, người ta còn gọi là dàn mẫu, sampling frame, là dàn mẫu. Có nghĩa là nếu như chúng ta muốn chọn mẫu ngẫu nhiên đơn, chúng ta phải có danh sách tất cả các cá thể trong quần thể. Thì cái này nếu như mà không phải là bệnh viện mà chúng ta triển khai trên toàn quốc thì chúng ta có làm được không? Chúng ta có làm được không? Đấy. Được không? Dùng cái này được không? Được. Thì cái này chúng ta có làm được không? Ví dụ như chúng ta làm trên toàn quốc chẳng hạn, thì bây giờ lấy danh sách của 95 triệu người dân Việt Nam có lấy được không? Tất nhiên là cũng có thể lấy được, nhưng nó tốn kém, đúng không ạ? Nó khó khăn. Thế và nếu như chúng ta điều tra ở một cái địa bàn nào đó mà không có sẵn cái dàn mẫu thì chúng ta rất khó khăn. Thế còn một cái nhược điểm nữa là gì ạ? Nếu mà chúng ta chọn mẫu ngẫu nhiên đơn như này, ví dụ như trong 95 triệu người dân Việt Nam chúng ta làm một nghiên cứu sử dụng chọn mẫu ngẫu nhiên đơn, thì giả sử chúng ta làm trên 1.000 người chẳng hạn, nếu khi một người ở Hà Giang như một người vào Cà Mau, đấy, nó rất là giải rác và nó gây ra khó khăn trong cái điều kiện thực tế ạ. Thế do vậy là đây là cái phương pháp mà rất là đơn giản, dễ làm và tính ngẫu nhiên và đại diện cao, nhưng mà trong điều kiện thực địa, đặc biệt là cái điều tra lớn, thì nó rất là khó. Thế còn trong điều kiện lâm sàng thì lại rất là khả thi nhá. Thì nếu các em làm trong các điều kiện lâm sàng thì chúng ta sẽ chọn mẫu ngẫu nhiên đơn. Thế bây giờ tôi hỏi lại cái câu hỏi mà tôi đặt ra từ đầu, nếu như một khoa của các em có 80 người, 80 bệnh nhân các em làm cả thì sao ạ? Thì có tốt không ạ? Thì người ta gọi là chọn mẫu toàn bộ, và chọn mẫu toàn bộ thì cần gì phải chọn mẫu nữa? Chả có liên quan gì chọn mẫu cả. Đúng không? Bởi vì có 80 người tôi làm cả những 80 người rồi thì tôi chả phải chọn mẫu và tôi chả phải tính toán cỡ mẫu.
Thì đấy là cái mà rất đơn giản như vậy. Vâng. Rồi, phương pháp thứ hai đó là chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống. Vâng, cái phần này diễn giải các em có thể đọc, nhưng mà các em có thể hiểu như thế này cho đơn giản. Chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống. Nếu như chúng ta trong điều kiện thực địa, hoặc là khi mà chúng ta không có danh sách bệnh nhân, thì chúng ta có thể áp dụng chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống. Tôi ví dụ như chẳng hạn, các em muốn làm mà nghiên cứu trên độ khoảng 100 bệnh nhân tăng huyết áp, và các em làm trong vòng, các em có khoảng thời gian trong vòng 1 tháng thôi, trong vòng 1 tháng để làm nghiên cứu này thôi. Nhưng mà 1 ngày thì, hay nói khác 1 tuần thì viện tim mạch sẽ có khoảng 1.000 bệnh nhân. Tôi ví dụ như vậy, thậm chí có nhiều hơn, 1.000 bệnh nhân tăng huyết áp vào viện. Nhưng chúng ta chưa biết là ai cả, chúng ta chưa có danh sách từ đầu, thì chúng ta có thể áp dụng phương pháp này. Chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống có nghĩa là gì? Chúng ta sẽ tính, đầu tiên là chúng ta sẽ tính ra một cái khoảng cách mẫu. Khoảng cách mẫu, ví dụ như tôi, các em giả định là các em sẽ làm nghiên cứu của chúng ta trong một tháng, và một tháng này có khoảng 1.000 bệnh nhân tăng huyết áp vào viện, nhưng mà các em chỉ lấy 100 thôi. Thế như vậy là trong vòng khoảng 1.000 đó, các em lấy 100, thì người ta sẽ tính ra được cái khoảng cách mẫu, người ta gọi là K, thì lấy tổng số quần thể nghiên cứu chia cho mẫu thì chúng ta sẽ được K là 10. Có nghĩa là cứ 10 người chúng ta chọn một người, đúng không ạ? 10 người chúng ta chọn một người. Thế thì cái việc đầu tiên chúng ta sẽ tính được K, thì K bằng 10 rồi nhá. Cái việc thứ hai là chúng ta sẽ chọn cái cá thể đầu tiên vào mẫu nghiên cứu. Trong số 10 người đầu tiên chúng ta chọn ngẫu nhiên một người. Ví dụ 10 người đó chúng ta có danh sách, là chúng ta lấy cái lá thăm từ 1 đến 10 chúng ta bốc vào, thì có chẳng hạn chúng ta nhặt được người số 4 chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng người số 4, và người tiếp theo sẽ là người gì? Số 14, người tiếp theo sẽ là người 24, người tiếp theo là 34, 44, 54 vân vân. Thì đến khi đủ 100 thì thôi, đúng không ạ? Thì đấy là chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống. Và có nghĩa là chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống thì trước hết là chúng ta phải ước tính được cái số lượng quần thể của chúng ta, hay nói khác là số lượng bệnh nhân, nếu như chúng ta quan tâm đến bệnh nhân. Thế sau đó chúng ta biết được cái mẫu của chúng ta, và chúng ta tính ra cái hệ số K. Và sau đó thì trong cái vòng hệ số K đó, chúng ta sẽ chọn cái người đầu tiên bằng phương pháp ngẫu nhiên. Và sau đó thì cứ người đầu tiên là Y chẳng hạn, thì cứ Y cộng với K thì là người thứ hai, Y cộng 2K là người thứ ba, vân vân. Thì cái cách này nó cũng áp dụng được trong cái điều kiện thực địa. Vâng, thì cái này là cái mà chúng ta cũng hay áp dụng nhiều. Và theo các em thì ưu điểm và nhược điểm đấy, nó nhanh thôi, nhưng mà cái này nó cũng rất là dễ áp dụng. Và nó khác với cái khác, nó khác với cái chọn mẫu ngẫu nhiên đơn là gì? Là gì ạ? Nó khác với chọn mẫu ngẫu nhiên đơn, và nó đơn giản hơn chọn mẫu ngẫu nhiên đơn. Vì sao? Vì sao? Vì chúng ta không cần phải dàn mẫu, đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần ước tính. Ví dụ như chọn mẫu ngẫu nhiên đơn 80 người, chúng ta phải có danh sách 80 người. Nhưng chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống, chúng ta chỉ ước tính nó khoảng có 80 người, chúng ta không cần danh sách cụ thể, mà chúng ta sẽ làm dần dần. Thế ví dụ như là các em mà làm trong điều kiện lâm sàng chẳng hạn, làm nghiên cứu trong vòng 1 tháng, thế thì các em cứ ước tính ra là chúng ta cần làm 100 bệnh nhân, thì bệnh nhân đầu tiên là người số 4, thế xong bệnh nhân thứ hai là người số 14, bệnh nhân thứ ba là người đấy, trong vòng khoảng 1 tháng thì các em chọn đủ thì thôi. Đấy. Thế tuy nhiên là cái này nó có một cái nhược điểm là gì? Nó nhược điểm thì nếu như không may cái hệ số K ấy, mà nó trùng với một cái đặc tính nào đó, thì chúng ta gây ra sự lựa chọn. Tôi thì cũng chưa nghĩ ra một cái trường hợp nào lâm sàng nó có một cái hệ thống, nhưng mà ở cái điều kiện thực địa ở cộng đồng thì nó ví dụ như này: nếu như chúng ta làm nghiên cứu ở một cái làng nào đấy, chúng ta điều tra về nước sạch chẳng hạn, nước sạch thì cứ 10 nhà chúng ta đi một hộ để chúng ta điều tra theo phương pháp ngẫu nhiên hệ thống, thì không may ở trong cái làng đó thì người ta lại đầu tư, cứ 10 nhà người ta lại đầu tư trong cái máy nước chẳng hạn, thì cuối cùng chúng ta đi kết luận là 100% người dân có máy nước, thì nó sai, đúng không? Bởi vì nó đã trùng với cái một cái đặc tính nào đó. Thì đấy là cái nhược điểm chính của nó. Nhưng trên điều kiện, nhìn chung là trong điều kiện lâm sàng thì áp dụng rất là nhiều. Đấy là hai cái phương pháp mà áp dụng rất là nhiều. Thì các em có hỏi gì không? Tôi muốn các em hỏi hai cái phương pháp này là ứng dụng trong lâm sàng rất là nhiều. Thì tôi muốn các em nếu có câu hỏi gì thì hỏi luôn về hai phương pháp. Một là chọn mẫu ngẫu nhiên đơn, hai là chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống. Chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống thì nó đơn giản hơn, bởi vì nó không cần gì? Không cần dàn mẫu, không cần danh sách, đúng không ạ? Không cần danh sách bệnh nhân trước, mà tôi cứ làm theo cái gì ạ? Cái tính hệ số K chúng ta tính. Các em có hỏi gì không? Về hai cái này là tương đối, là áp dụng tương đối nhiều trong điều kiện lâm sàng.
Thế thì làm chuẩn bị bảo vệ đề cương rồi đúng không? Đúng không? Thế thì chọn mẫu của các em là gì? Các em dùng chọn mẫu nào? À, thuận tiện đấy. Thuận tiện có nghĩa là thế nào? Vừa mới trao đổi rồi, thuận tiện là chọn mẫu không xác suất. Và chọn mẫu không xác suất thì không gì? Không ngoại suy ra quần thể được. Nhá. Thuận tiện có nghĩa là ví dụ em thì trao đổi với nghiên cứu của em nhỉ? Chứ tại sao lại không làm xác suất mà lại làm thuận tiện? Tại vì nếu như em làm một nhóm bệnh nhân, em quan tâm đến nhóm bệnh nhân nào? Ví dụ của em. Rồi suy dính mạch chi dưới can thiệp rồi. Thế thì bệnh nhân, số lượng bệnh nhân có nhiều không? Có nhiều không? Bốn năm ca, tất cả em có 4-5 ca, xong em làm tất đấy. Thế thì đấy gọi là chọn mẫu gì? Đấy là chọn mẫu thuận tiện hay chọn toàn bộ? Em chỉ có 4-5 ca và em làm tất thì có gì chọn phải chọn mẫu đâu? Thì đấy là chọn mẫu toàn bộ, đúng không? Thì mọi người đang hơi nhầm lẫn giữa chọn mẫu toàn bộ và chọn mẫu thuận tiện. Nếu chúng ta nói chọn mẫu thuận tiện thì có nghĩa là cái chọn mẫu chúng ta không xác suất. Có nghĩa là gì? Chúng ta có rất nhiều bệnh nhân, đúng không ạ? Chúng ta chọn ra một cái nhóm nào theo cái ý đồ của chúng ta, hay nói cái khác là thuận lợi cho chúng ta. Thế nhưng mà trên thực tế ta chỉ có bằng đấy thôi, thì đấy là chọn mẫu toàn bộ. Chọn mẫu toàn bộ thì nó tốt hơn rất nhiều, vì tôi chỉ có bằng đấy thôi. Quần thể tôi chỉ có bằng đấy thôi, tôi chẳng có chọn mẫu gì cả. Thì đấy không phải chọn mẫu thuận tiện. Trừ khi là có rất nhiều bác sĩ can thiệp, nhưng mà em là bác sĩ, em can thiệp trực tiếp, em chỉ lấy bệnh nhân của em thôi, thì đấy lại là thuận tiện. Mà không được, cái đó nó sẽ phản ánh, chỉ là phản ánh hành vi, hay nói khác là thực hành lâm sàng của em thôi, chứ nó không phản ánh hành vi lâm sàng của tất cả các bác sĩ. Đấy, thì đấy là cái một cái ví dụ mà bạn con đẹp nêu ra, thì chúng ta phải rất là cân nhắc khi nói đến từ thuận tiện. Bởi vì nếu như em thuận tiện thì em không ngoại suy ra cái gì cả. Không ngoại suy ra cái gì cả. Hoặc là em chọn mẫu toàn bộ cái đó và em chỉ gì ạ, mô tả đặc điểm cho cái mẫu đó thôi. Chứ em cũng không ngoại suy ra một cái quần thể lớn hơn. Đấy, thì chính vì vậy tôi muốn các em nắm rất chắc cái khái niệm quần thể và mẫu. Vâng. Nếu như bệnh nhân của em ở bệnh viện là tất cả chỉ có bằng đó, thì có nghĩa là em đã chọn bộ toàn bộ. Vâng. Mà chọn toàn bộ thì cái việc chọn toàn bộ đó, chúng ta chỉ mô tả mẫu toàn bộ đó, chúng ta cũng không có ngoại suy. Không có ngoại suy ra quần thể lớn hơn, đúng không? Không có ngoại suy ra quần thể lớn hơn, và khi không có ngoại suy ra quần thể lớn hơn thì không cần phải 95% khoảng tin cậy làm gì cả, và không cần phải trắc nghiệm thống kê. Trừ khi là cái mẫu nghiên cứu của em nó đại diện cho một quần thể nào đấy thì em mới cần ngoại suy. Đấy. Thế thì đấy là cái chọn mẫu ngẫu nhiên đơn và chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống. Thì các em có hỏi gì thêm không? Hai cái đó nó hoàn toàn khác nhau em. Một cái là chúng ta đang chọn, còn một cái là chúng ta thu thập số liệu, đúng không? Thế thì nếu trong trường hợp mà nếu như chẳng hạn như em sợ rằng là người ta không đủ số liệu hoặc là người ta từ chối ấy, thì em phải tăng cái cỡ mẫu lên, đúng không em? Phải tăng cái cỡ mẫu lên. Thay vì nếu chúng ta chọn 10 người mà chúng ta nghĩ rằng người ta sẽ từ chối khoảng 2 người, thì em phải tăng lên thành 12 người để em sao cho em đủ cái số đó. Nó hai cái khác nhau nhé. Một cái là chọn mẫu, một cái là thu thập số liệu. Hai cái nó khác nhau. Ở đây tôi muốn các em phân biệt rõ cái chọn mẫu. Thứ nhất là chọn mẫu thuận tiện, thứ hai là chọn mẫu toàn bộ, và thứ ba là quần thể. Đấy. Nếu như chọn mẫu thuận tiện có nghĩa là chỉ những người nào đến với em, hoặc là vào những ngày em khám bệnh. Còn những ngày khác, ví dụ một tuần có 7 ngày khám bệnh, thì em chỉ khám có một ngày và em chỉ lấy cái bệnh nhân của em thôi, đến khám thôi, thì đấy là thuận tiện, đúng không? Và thuận tiện cái giá trị nó rất là thấp, đúng không ạ? Thế còn nếu như mà cả trong tuần đấy có bao nhiêu bệnh nhân em lấy tất, thì các em sẽ là chọn mẫu gì? Chọn mẫu gì ạ?
trong nước toàn bộ, đúng không ạ? Và nếu như mà chúng ta không quan tâm đến việc ngoại suy ra quần thể thì chúng ta không, cái mẫu toàn bộ đó thì chúng ta chỉ mô tả cho mẫu đó thôi, đúng không ạ? Thế chúng ta không còn phải thực hiện thống kê gì cả, trừ khi là chúng ta có rất nhiều. Viện tim mạch này có 1.000 bệnh nhân, các em làm trên 100 bệnh nhân, sau đó em nghiên cứu trên 100 bệnh nhân đó, em muốn ngoại suy ra kết quả 1.000 bệnh nhân, thì lúc đó em mới cần phải tính 95% khoảng tin cậy, rồi gì, dùng các trắc nghiệm thống kê. Thì các em có phân biệt được cái đó không nhỉ? Đấy. Trường hợp mà các em làm thuận tiện thì thôi đừng có ngoại suy ra làm gì cả, đừng có trắc nghiệm thống kê ti test khi bình phương làm gì cả, bởi vì không có ngoại suy gì cả. Thứ hai là cái chọn mẫu toàn bộ, chọn mẫu toàn bộ nếu như em chỉ muốn mô tả cho nhóm bệnh nhân đó thì em cũng không cần phải trắc nghiệm thống kê gì cả. Đấy. Còn cái trường hợp thứ ba là các em chọn một cái mẫu nào đấy trong tổng số rất là lớn, hay là nói khác trong tổng số quần thể, thì lúc đó em mới tính ra trên 10 bệnh nhân em ngoại suy ra thành một kết quả trong 100 bệnh nhân, thì cái đó nó khác nhau nhá. Thì cái đó các em phải nắm rất chắc. Ừ. Ừ. Đúng rồi. Quần thể, đúng rồi, quần thể mà nó chọn ra. Còn nếu không, nếu muốn làm ngoại suy toàn quốc em phải làm trên tất cả các bệnh viện trong toàn quốc chẳng hạn, đúng không? Ừ. 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 Ừ, nếu em chứng minh được như vậy là em lại là chọn mẫu toàn bộ. Hoặc là nếu như bệnh nhân ở đó thì em cũng có thể, nếu như bệnh nhân đến đây là đại diện cho toàn quốc thì em có thể kết luận ra được cho bệnh nhân toàn quốc, đúng không? Em nói rằng là tất cả bệnh nhân đều đến đây, chỉ có ở đây điều trị thôi. Thì ok, thì tất cả bệnh nhân đó em phải chắc chắn được là bệnh nhân ở đây là đại diện cho toàn quốc thì em nói được toàn quốc được. Ừ. Đúng rồi. Đấy thì chỉ có bệnh nhân. Thế nhưng mà em cũng phải lưu ý là cái việc bệnh nhân tiếp cận được cái dịch vụ y tế nó hoàn toàn khác. Có thể trong cộng đồng người ta có nhiều hơn, nhưng mà chỉ những người nào mà đến được với Bạch Mai, đúng không ạ? Ví dụ người ở trong Cà Mau hoặc trong Bạc Liêu vân vân, người ta không ra được đây thì các bệnh nhân đó thì tính sao? Đấy, thì chúng ta phải tính đến cả cái chuyện đó nữa. Ừ. Thế thì các em về sau các em rồi còn phải học lên, rồi còn phải xuất bản quốc tế. Thì khi mà xuất bản quốc tế thì những cái chuyện đó người ta sẽ làm rất là chặt, nó có những cái chuẩn của nó. Đấy, từ cái chuyện chọn mẫu, mà nếu như em nói là chọn mẫu convenient sampling thì cái giá trị của em cực kỳ thấp. Đấy, cực kỳ thấp và không có giá trị ngoại suy. Đấy. Thì rất khó đăng. Thế còn nếu em chọn mẫu ngẫu nhiên đơn, em nói chọn mẫu ngẫu nhiên đơn hoặc chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống, tí nữa tôi sẽ trao đổi một vài cái phương pháp chọn mẫu nữa. Đấy. Thì cái giá trị nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Thì lúc đó em mới áp dụng là 95% khoảng tin cậy, rồi là tính ra các cái trắc nghiệm thống kê như hôm qua cô Khuyên đã trình bày. Nhá. Rồi ok, nếu như mà chúng ta tạm thời cứ hòm hòm thế đã nhá. Bây giờ tôi sẽ sang chọn mẫu phân tầng. À, chọn mẫu phân tầng thì đây là một cái phương pháp chọn mẫu khi chúng ta có nhiều cái địa bàn nghiên cứu khác nhau. Ví dụ như chẳng hạn như là các em làm nghiên cứu lâm sàng được hay cộng đồng được. Ví dụ làm nghiên cứu ở bệnh viện chẳng hạn. Thì giả sử là nếu như các em làm bệnh nhân tăng huyết áp, tôi lấy bệnh nhân tăng huyết áp cho nó dễ. Bệnh nhân tăng huyết áp làm một cái can thiệp nào đó. Đấy, chứng minh cái hiệu quả can thiệp nào đó bệnh nhân tăng huyết áp. Thế nhưng trên thực tế ra thì cái thực hành lâm sàng của các bệnh viện ở các tuyến nó khác, sẽ khác nhau. À, ví dụ bệnh viện trung ương khác này, bệnh viện tỉnh khác, bệnh viện huyện khác. Thế do vậy là đầu tiên chúng ta phải phân cái mẫu của chúng ta thành cái quần thể của chúng ta thành các tầng khác nhau, và dựa trên từng cái tầng đó chúng ta sẽ lựa chọn. À, thì đây tôi sẽ minh họa đây ạ. Ví dụ chúng ta nghiên cứu về thực hành lâm sàng nào đó ở tất cả các bệnh viện. Nếu như chúng ta chọn mẫu ngẫu nhiên đơn thì sao ạ? Nếu như Việt Nam ta có vào khoảng 13.000 cái cơ sở y tế khác nhau, bệnh viện thì chắc khoảng bây giờ chắc tầm 10.000 bệnh viện. Bây giờ chúng ta muốn có một cái thuốc mới chẳng hạn, đưa vào lâm sàng, thực hành lâm sàng thì chúng ta muốn chứng minh hiệu quả của nó. Thế thì ta phải làm trên tất cả bệnh viện, đúng không? Nếu mà hoàn hảo là chúng ta làm trên 10.000 cái bệnh viện tại Việt Nam, đúng không các em?
Nhưng trên thực tế là chúng ta không có tiền chúng ta làm như vậy. Nhiều khi các nghiên cứu đa quốc gia thì Việt Nam chúng ta chỉ có 5, 10 bệnh nhân, 30 bệnh nhân thôi. Thế thì làm nào để chọn ra 5 hay 10 bệnh nhân? Bởi vì chúng ta có 10.000 bệnh viện thì chúng ta chọn bệnh viện nào vào nghiên cứu? Thế nếu như các em chọn mẫu ngẫu nhiên đơn thì sao ạ? Nếu các em chọn mẫu ngẫu nhiên đơn thì cái khả năng mà các bệnh viện trung ương thì số lượng bệnh viện trung ương rất ít đúng không ạ? Thì cái khả năng mà bệnh viện trung ương được chọn vào mẫu là rất là thấp. Đúng không ạ? Ví dụ chúng ta có 10.000 bệnh viện trong toàn quốc nhưng mà bệnh viện tuyến trung ương chỉ có 500 thôi. Thế còn lại bệnh viện tuyến tỉnh thì có khoảng 2.000, thế còn lại 7.500 là bệnh viện tuyến huyện chẳng hạn. Thì cái xác suất rơi vào mẫu của bệnh viện tuyến huyện nó sẽ cao hơn, có khi chúng ta nếu chọn mẫu ngẫu nhiên đơn thì không có bệnh viện trung ương nào được lựa chọn. Các em hiểu ý chưa? Thế ví dụ chẳng hạn như chúng ta tính ra là chúng ta cần phải có, nếu chúng ta cứ cho là toàn quốc ta có 10.000 nhá. Chúng ta có 10.000 bệnh viện đi. Đây ạ, thì tôi sẽ vẽ ra để cho chúng ta cùng hiểu. Có cái bút không Linh nhỉ? À đây. Đây ạ. Nhá. Đây toàn bộ quần thể của chúng ta đây ạ. Đấy. Thế nhưng mà đây là 10.000 này. 10.000 bệnh viện. Thế nhưng mà chúng ta chỉ có một mẫu thôi. Có khoảng, cứ tính ra giỏi lắm là có 500 bệnh viện trung ương đi. Đấy. Thế sau đấy thì chúng ta có khoảng 1.500 bệnh viện tỉnh. Thế còn lại là 8.000 bệnh viện huyện. Bệnh viện huyện. Thì nếu như chúng ta chọn mẫu ngẫu nhiên đơn thì cái xác suất mà bệnh viện trung ương rơi vào mẫu là rất là khó đúng không ạ? Thế do vậy là nếu chúng ta muốn chọn mẫu để mà có các đại diện của các bệnh viện thì chúng ta đầu tiên chúng ta phải phân ra các tầng. Tôi phân ra tầng trung ương, tầng tỉnh và tầng huyện đúng không? Tôi phân ra làm 3 tầng đấy ạ. Ví dụ bệnh viện lớn là bệnh viện trung ương, bệnh viện vừa là bệnh viện tỉnh và bệnh viện huyện và bệnh viện nhỏ. Thế sau đó trong từng tầng này thì tôi sẽ chọn ra. Giả sử ở đây tôi sẽ cần chọn ra 200. Chúng ta có 10.000 đúng không? Thôi chọn cho nó dễ, chúng ta chọn ra 100 bệnh viện để chúng ta nghiên cứu thôi. 100 bệnh viện. Tức là cái mẫu của chúng ta ấy, từ cái quần thể này chúng ta chọn mẫu là chỉ có 100 bệnh viện thôi. Thì theo các em chúng ta chọn như nào? Theo các em chọn như nào? Nếu như chúng ta chọn ngẫu nhiên đơn có được không? Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn có nghĩa là tôi phải có gì? Nếu chọn mẫu ngẫu nhiên đơn các em phải có danh sách của 10.000 bệnh viện đúng không? Phải có 10.000 bệnh viện. Thế sau đấy thì chọn ngẫu nhiên ra 100 bệnh viện. Thế nhưng tôi đã nói thì cái số lượng bệnh viện tuyến trung ương nó rất là ít, do vậy cái xác suất để rơi vào cái mẫu này nó sẽ rất là thấp đúng không ạ? Có khi chả có bệnh viện trung ương nào cả. Thế do vậy người ta mới phải phân ra các cái tầng và từ các cái tầng này người ta sẽ chọn. Thế theo các em thì từ 10.000 này làm nào chọn được 100.000 này? À, được chọn được 100 bệnh viện này. Nếu như các em làm một cái nghiên cứu lớn, tôi nghĩ rằng là các em chưa ai làm sẽ nghiên cứu kiểu như này. Sẽ các đề tài của các em chưa chắc đã có ai làm nhiều như này, nhưng mà các em cũng nên biết. Để 500 chia 1.000 bệnh viện, 100 để chọn được bệnh viện. Ờ. 1.500 chia cho 1.000 bệnh viện, 100 chọn được bệnh viện. Ờ. 8.000 chia cho 1.000 bệnh viện, 100 chọn. Ờ đúng rồi. Có hai cách chọn đúng rồi, em nói là một cách. Thế thì ví dụ như chúng ta ở đây thì chúng ta sẽ tính ra được là 500 bệnh viện trung ương là chiếm bao nhiêu phần trăm? 5% đúng không? Còn đây là 15%, còn đây là 85%. Thì 80%, còn cái này là 15% đúng không? Thế thì đối với 100 bệnh nhân này, 100 bệnh viện này chúng ta sẽ chọn ra được, chúng ta chia ra các tầng thì 500 này chúng ta chọn ra mấy bệnh viện? 5 bệnh viện đúng không? 5 bệnh viện trung ương và có bao nhiêu bệnh viện? 15 bệnh viện tỉnh và 80 bệnh viện huyện đúng không ạ? Thì người ta gọi là chọn mẫu theo kích cỡ quần thể, tỷ lệ theo kích cỡ quần thể, PPS, proportion, probability proportionate to size, tức là cái tầng nào mà càng lớn ấy thì chúng ta còn chọn nhiều. Đấy thì cái cách đầu tiên là chọn như vậy. Thế còn cái cách nữa là chúng ta chọn cả ba tầng này chọn như nhau. Thì cái này nó liên quan đến chọn, cái cách chọn này thì nó sẽ liên quan đến chúng ta phải đưa trọng số vào.
Thì cái này nó hơi phức tạp với các em, thì tôi cũng không, trong tài liệu có nhưng tôi không muốn giải thích thêm. Nhưng mà thông thường ra thì chúng ta sẽ chọn theo PPS này, thì chúng ta sẽ không phải quan tâm đến trọng số, không quan tâm đến weight. Có nghĩa là gì ạ? Tầng nào lớn thì tôi chọn nhiều, tầng nào nhỏ tôi chọn ít. Đấy. Thế các em có hiểu phần này chưa? Được, tạm thời thì nhá. Thế còn cái phần đây ạ, có hai cái. Ở đây là một, mà có, đây là quần thể này. Đấy, có 8.000 này, và chúng ta chọn ra 800 thì chúng ta có thể chọn ra 400 và 400 cũng được, nhưng mà cái này phải liên quan trọng số. Thế còn cái mà các em vừa trao đổi là cái tầng lớn thì tôi chọn nhiều và tầng nhỏ tôi chọn ít. Đây là quần thể là 8.000 và đây là mẫu là 800, thì ít thì chúng ta chọn ít, nhiều chúng ta chọn nhiều thì chúng ta không quan tâm. Thế thế thì đấy là cái chọn mẫu phân tầng, thì không biết các em có hỏi gì không? Chọn mẫu phân tầng có nghĩa là chúng ta sẽ chọn, chúng ta chia đầu tiên chia cái quần thể chúng ta ra các tầng khác nhau. Tôi ví dụ như nếu như chẳng hạn như các em muốn làm một nghiên cứu trên toàn quốc thì làm nào? Làm trên điều tra về bệnh nhân tăng huyết áp trên toàn quốc làm nào? Chúng ta bỏ qua bệnh viện đi, chúng ta làm trên toàn quốc. Thì đầu tiên là chúng ta phải chia ra thành các tầng, ví dụ như hiện nay chúng ta có 6 vùng sinh thái, hoặc chúng ta chia làm 3 miền Bắc Trung Nam, hoặc chúng ta chia thành nông thôn thành thị, đúng không? Thì đấy là các tầng. Đấy, thì sau đó chúng ta sẽ chọn ngẫu nhiên từ các tầng. Vâng, thì đấy là chọn mẫu ngẫu nhiên theo phân tầng. Vâng. Rồi, cái này tôi sẽ đi nhanh, và chọn mẫu cuối cùng, chọn mẫu tiếp theo là chọn mẫu theo cụm hay theo chùm, cluster. Cái này thì trong điều kiện mà thực địa hay là những cái điều tra lớn, nghiên cứu lớn thì chúng ta làm nhiều hơn. Đấy. Ở đây có ai sẽ làm nghiên cứu vượt ra khỏi một bệnh viện không? Các em nào, các em chuẩn bị làm đề cương rồi, có ai làm nghiên cứu ngoài cái bệnh viện mình nghiên cứu không? Hay là chỉ làm ở bệnh viện mình nghiên cứu thôi ạ? Thì tôi chỉ dừng ở đây, nốt cái này tôi sẽ giới thiệu để các em biết được, còn cái sau thì tôi sẽ, các em có thể tham khảo. Thế nếu như mà chúng ta làm nghiên cứu, ví dụ nhiều người quan tâm đến mắc bệnh, yếu tố nguy cơ bệnh tim mạch ở gì ạ? Học sinh, sinh viên chẳng hạn. Thế thì chúng ta phải điều tra toàn quốc, và chúng ta thường là chọn ra các cái cụm, ví dụ như là chúng ta chọn ra các cái trường. Đấy. Sau đó chúng ta làm nghiên cứu trên toàn bộ cái trường đó. Thế như vậy nếu như làm nghiên cứu theo cụm ấy, thì ví dụ như chúng ta quan tâm đến tình hình sức khỏe, hay nói khác là các yếu tố nguy cơ bệnh tim mạch ở học sinh, sinh viên, thì chúng ta phải có cái danh sách của tất cả các trường trong toàn quốc. Và sau đó chúng ta chọn ngẫu nhiên ra một số trường. Và trong cái trường đó thì chúng ta có thể điều tra tất cả các học sinh. Đấy, thì đấy là chọn mẫu theo cụm hay theo chùm, cluster. Đấy. Đây ạ. Ví dụ như đây toàn quốc chúng ta có rất nhiều trường. Thế và chúng ta sẽ lập cái danh sách tất cả các trường, và khi chúng ta chọn ra một số cái trường thì chúng ta sẽ điều tra toàn bộ. Đấy. Thì đấy là cái cách chọn mẫu theo cụm hay là theo chùm, cluster. Đấy. Rồi cái chọn mẫu theo cụm thì nó hơi phức tạp. Vâng. Ở đây tôi chỉ muốn phân biệt thêm với các em là chọn mẫu theo tầng và chọn mẫu theo cụm nó khác nhau cái gì, để các em có điều kiện các em có thể đọc thêm. Chọn mẫu theo tầng có nghĩa là gì ạ? Tôi phải chia ra các tầng, và trong mẫu của tôi thì có đại diện của tất cả các tầng. Đó, có nghĩa là nếu như tôi muốn chọn mẫu theo tầng thì tôi theo phương pháp phân tầng thì tôi phải chia ra các tầng trước, và trong từng tầng tôi sẽ chọn các cái cá thể đại diện. Thế còn chọn mẫu theo cụm hay theo chùm thì chỉ một số cụm được chọn thôi và đưa vào mẫu. Thế thì hai cái này nó khác nhau. Thế và đây ạ, đây tôi muốn minh họa cho các em về mấy cái phương pháp chọn mẫu chúng ta vừa mới học. Đơn giản thôi ạ. Nào thế bây giờ đối với phương pháp chọn mẫu. Đây ạ, đây là quần thể này, population là quần thể, tôi có 12 người và tôi chọn ra 4 người, thì theo các em đây là chọn mẫu gì đấy? Cái chúng ta vừa học vậy. Đây là mẫu này, và đây là quần thể này. Đây là chọn mẫu gì? Hả? Chọn mẫu ngẫu nhiên gì? Ngẫu nhiên gì các em? Hệ thống, đúng rồi, bởi vì cứ 3 người người ta chọn người, người ta ngắt ngẫu nhiên người số gì? Người số 2 thì người tiếp theo sẽ là số. Bởi vì chúng ta chọn ra 4 người mà, thì trong tổng số 12 người thì K sẽ bằng 12 chia cho 3 bằng, à chia 4, đúng rồi, chia 4 bằng 3, thì người đầu tiên là số 2, người tiếp theo là số 5, và người tiếp theo số 8, và người tiếp theo số 11, đúng không ạ? Vâng. Thế còn chọn mẫu đây ạ.
Đây cũng là quần thể chúng ta có 12 người và chúng ta chọn ra 4 người. Thì đây chọn mẫu ngẫu nhiên gì? Đây chính là chọn mẫu ngẫu nhiên đơn. Có nghĩa nó không theo quy luật nào cả. Ta cứ chọn ngẫu nhiên đơn. Thế còn đây là chọn mẫu gì đấy ạ? Chọn mẫu theo cụm. Bởi vì đây chúng ta chia ra các cái cụm khác nhau. Và khi chúng ta chọn được các cụm rồi thì chúng ta điều tra tất cả người trong cụm đó. Thế còn đây là chọn mẫu phân tầng. Chọn mẫu phân tầng có nghĩa là ta chia ra làm 4 tầng và mỗi tầng tôi ta chọn một người. Thì có nghĩa là chọn mẫu phân tầng thì tầng nào cũng có đại diện trong mẫu. Thế còn chọn mẫu theo cụm hay theo chùm, người ta gọi là cluster, thì chỉ một số cụm được đưa vào mẫu nghiên cứu mà thôi. Đấy, thì đấy là cái các cái. Thế còn cái chọn mẫu cuối cùng là chọn mẫu theo nhiều giai đoạn thì các em có thể đọc thêm. Đấy, thì đấy là cái cách chọn mẫu cơ bản mà tôi muốn trao đổi với các em. Thì các em có hỏi gì về chọn mẫu? Thế thì quay trở lại các cái đề tài của các em, thì thông thường là đối với các cái đề tài nội trú với cao học thì thường là các em làm tại một bệnh viện đúng không? Đấy, thế thì tại một bệnh viện thì chúng ta thường áp dụng hai phương pháp chọn mẫu gì? Một là ngẫu nhiên gì? Đơn. Hai là ngẫu nhiên hệ thống. Ngẫu nhiên đơn thì bắt buộc phải có cái gì nhỉ? Phải có danh sách. Mà có danh sách có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta, bệnh nhân đã vào với chúng ta rồi đúng không ạ? Mà chúng ta chỉ có thể làm được hồi cứu thôi đúng không ạ? Đấy. Hồi cứu hay tiến cứu thì cái nào chúng ta sẽ trao đổi sau, nhưng mà bắt buộc chúng ta phải có số lượng bệnh nhân rồi. Thế còn nếu như chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống này thì không bắt buộc chúng ta phải có danh sách từ đầu, mà các em có thể lấy dần đúng không? Lấy dần qua thời gian đúng không ạ? Nếu như các em làm nghiên cứu mà hiện nay các em chưa có danh sách bệnh nhân, các em làm ngẫu nhiên đơn có được không? Làm ngẫu nhiên đơn có được không? Cũng được, nhưng mà nó sẽ phức tạp cho các em, bởi vì ví dụ như nếu mà hàng ngày các em phải ngồi đó và có bệnh nhân, bao nhiêu bệnh nhân, các em lại chọn ngẫu nhiên đơn cho từng ngày thì được, thì nó sẽ phức tạp hơn. Thế thì thông thường ấy, trong điều kiện bệnh viện mà nếu như chúng ta chưa có danh sách bệnh nhân thì chúng ta hay làm ngẫu nhiên hệ thống. Đó. Nhưng mà phần lớn mọi người hay làm mẫu tất cả đúng không? Đấy, tôi đọc luận văn thì thấy phần lớn là mọi người làm thuận tiện đúng không? Chọn mẫu thuận tiện thì không có giá trị ngoại suy nhá, mà giá trị về mặt nghiên cứu là rất thấp. Nó chỉ mà chọn mẫu thuận tiện thì các em chỉ dừng ở mức là thống kê mô tả mà thôi, không có suy luận, bởi vì có đại diện cho cái gì đâu mà suy luận, làm gì có trắc nghiệm thống kê, làm gì có 95% khoảng tin cậy nhá. Đấy, thì tóm lại là học đến chọn mẫu, cứ mẫu thì tôi cứ gật gù tạm thời là như vậy nhỉ. Gật gù có nghĩa là gì? Hãy phân biệt cho tôi là chọn mẫu thuận tiện và chọn mẫu toàn bộ. Đấy. Và thứ hai là trong điều kiện nào ta ngoại suy được. Làm chọn mẫu thì thuận tiện là cứ bệnh nhân nào vào làm với tôi, nhưng về sau phân tích rất hoành tráng, vẫn trắc nghiệm thống kê, vẫn 95% khoảng tin cậy. Thì không có giá trị gì đúng không? Thế còn nếu như ta lấy toàn bộ, mà nếu như cái toàn bộ mẫu đó thì nó đại diện cho một quần thể lớn hơn, chúng ta vẫn làm ngoại suy bình thường. Thế còn nếu mà chỉ là của bệnh nhân của chúng ta thôi, trong bệnh viện chúng ta, mà nó không đại diện cho quần thể nào cả, thì có nghĩa là chúng ta cũng chỉ mô tả cái nhóm bệnh nhân đó thôi. Thì trong trường hợp đấy người ta gọi là thiết kế nghiên cứu một loạt ca bệnh, case series đúng không ạ? Thì chỉ mô tả như vậy thôi. Rồi ạ, tôi muốn dừng phần chọn mẫu đây ạ. Mọi người có trao đổi gì không? Nếu không trao đổi gì thì các em lưu ý giúp tôi là trong điều kiện lâm sàng ta thì chúng ta hay dùng cái này đúng không? Chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống đúng không ạ? Thì đây là một cái option rất tốt. Đấy. Chọn mẫu có nghĩa là chúng ta phải có một số lượng quần thể lớn mà chúng ta không thể làm được. Thế còn nếu chúng ta làm tất cả rồi thì chúng ta gọi là chọn mẫu toàn bộ. Chọn mẫu toàn bộ có nghĩa là chả phải chọn gì cả đúng không? Không phải chọn gì cả. Đúng rồi, thì cần có bao nhiêu bệnh nhân quá hơn gì nữa, có bao nhiêu bệnh nhân làm bấy nhiêu thì cần gì phải tính cỡ mẫu làm gì nữa đúng không? Có bao nhiêu bệnh nhân làm bấy nhiêu thì chẳng cần phải tính cỡ mẫu gì cả. Và nếu về sau em làm nghiên cứu can thiệp thì em sẽ có cách người ta gọi là tính power, tính độ mạnh,
Có nghĩa là với cái mẫu tôi có đấy thì cái độ mạnh để phát hiện ra sự khác biệt điều trị là như thế nào. Chứ còn thì không, trong trường hợp đó thì không cho phép chúng ta tính các mẫu, vì có bao nhiêu chúng ta chọn hết rồi mà. Nhá. Rồi ok, bây giờ chúng ta đi sang phần chọn mẫu ạ. À xin lỗi, cỡ mẫu. Nói đến cỡ mẫu thì phần này thì phần lớn là các anh chị em đều thường là chúng ta cứ làm nghiên cứu hoặc là chúng ta có một số lượng bệnh nhân nhất định. Thế sau này chúng ta sẽ đưa một cái công thức vào để chúng ta khoa học hóa nó. Thế thì cái này thì cũng lại liên quan đến cái chuyện mà tôi có trao đổi ngay từ ban đầu ấy, là quần thể và mẫu nghiên cứu. Nếu như mà chúng ta muốn ngoại suy ấy, thì cái cỡ mẫu phải đủ lớn và chọn mẫu phải đại diện. Thế còn nếu mà chọn mẫu đã không đại diện rồi thì cỡ mẫu lớn đến mấy cũng không ngoại suy được, trừ khi là chọn toàn bộ. Thế do vậy là cái việc mà chọn mẫu đại diện là rất quan trọng. Thế sau đây thì tính toán cỡ mẫu, thì tính toán cỡ mẫu thì đây tôi có minh họa là gì? Cái việc mà chúng ta tính toán cỡ mẫu nó phụ thuộc rất nhiều vào tiền chúng ta có và khả năng bệnh nhân chúng ta có. Thế nếu như mà tiền ta nhiều thì chúng ta làm được nhiều trên bệnh nhân thì độ chính xác nó tăng lên. Đúng không? Ví dụ như nếu như tôi muốn nghiên cứu 80 các em ở trong lớp chúng ta, thì nếu mà tôi chỉ có tiền tôi làm nghiên cứu trên 10 em thôi thì giá trị nó rất thấp. Đúng không? Thế còn nếu như tôi làm có tiền tôi làm đến 70 em, 80 em thì giá trị nó rất là cao, với độ chính xác nó rất là cao. Thế đấy là cái cỡ mẫu. Thì nhiều người ta dùng cái công thức tính cỡ mẫu bằng cái kinh phí chúng ta có chia cho chi phí trên một mẫu để xem là chúng ta làm được bao nhiêu. Thế tuy nhiên đây là các cái nghiên cứu mang tính chất là nghiên cứu thử nghiệm thôi. Còn nếu muốn nghiên cứu mà chúng ta ngoại suy thì chúng ta vẫn phải áp dụng các thuật toán thống kê và chúng ta tính toán. Thế đây tôi sẽ lấy các phần khác các em thể đọc, nhưng mà tôi sẽ lấy ví dụ để các em đây ạ. Cái phần này đây là cái ví dụ mà các em hay làm, hay sử dụng, rất hay sử dụng. Thế thì thông thường các nghiên cứu của em ở cái mức luận văn thạc sĩ hoặc là cao học ấy, thì thường làm là xác định một cái tỷ lệ nào đấy, hoặc là so sánh hai cái tỷ lệ nào đấy, so sánh tỷ lệ khỏi bệnh phương pháp A, phương pháp B, hoặc là xác định tỷ lệ khỏi bệnh của một phương pháp, hoặc là xác định tỷ lệ hiện mắc của một nhóm bệnh nào đấy. Thì thường là cái câu hỏi người ta thường đưa ra như này. Thế thì nếu như chúng ta có một câu hỏi như thế này thì chúng ta sẽ tính toán như thế nào? Vâng, giả sử các em đang mong muốn xác định một cái tỷ lệ bệnh nào đấy. Ở đây có em nào nghiên cứu xác định tỷ lệ bệnh không? Trong các nghiên cứu ấy, có không? Thế mục tiêu nghiên cứu của các em là gì nhỉ? Ở đây tôi thấy chủ yếu có hai nhá. Một là gì? Xác định một cái tỷ lệ. Nếu mà trình bày lý thuyết thì nó rất dài, nhưng mà tôi muốn đi thẳng vào bởi vì trình bày nhiều. Ví dụ các P là bằng bao nhiêu? Thì đây là tình huống số 1. Cái thứ hai các em hay gặp là P1 so với P2. P1 là tỷ lệ khỏi bệnh của phương pháp 1 và P2 là tỷ lệ khỏi bệnh của phương pháp 2. Thế còn P1 ở đây, P0 ở đây có nghĩa là xác định một tỷ lệ mắc bệnh hoặc là xác định tỷ lệ thành công của một phương pháp nào đấy. Thế thì các cái nghiên cứu của các em thì các em mục tiêu là gì? Mục tiêu là có mục tiêu chưa? Mời em nghiên cứu của em là gì? Em ngồi được, ngồi đỡ phải đứng. Mục tiêu nghiên cứu là gì? Ok. Tốt. Đấy thì nó sẽ rơi vào tình huống số 2 đúng không? Là so sánh hai tỷ lệ đúng không? Lệ thành công của hai phương pháp đúng không? Đấy. Thì đợi tôi viết lại để cho nó rõ. Một này thì chúng ta xác định một con số P nào đấy thôi, bằng bao nhiêu. Và thứ hai là chúng ta so sánh với P1 so với P2 đúng không? P2 nó sẽ khác nhau như nào đúng không? Của tình huống của em là như vậy đúng không? Đấy. Thì dùng công thức xác định sự khác biệt giữa hai tỷ lệ đúng không? Rất đơn giản, tí nữa chúng ta sẽ minh họa thôi. Vì tôi không muốn đi sâu vào lý thuyết nhiều, vì nếu như đi sâu, có muôn vàn cái tình huống mà tính toán cỡ mẫu thì cái phần mềm tí nữa tôi sẽ chỉ cho các em có thể tìm hiểu thêm. Nhưng đây là hai cái mà chúng ta thường gặp. Vâng, đề tài của em là gì? Xác định mối liên quan gì? Đường kính tĩnh mạch chủ dưới. Liên quan của em lại là liên quan đúng không?
đường kính, tĩnh mạch, chủ dưới với cái gì nữa? Với gì? ProBNP đúng không? ProBNP đúng không? Thì đây là xác định mối liên quan đúng không? Nhưng mà em đi thẳng vào mục tiêu này à? Đầu tiên em phải xác định một cái gì đấy chứ nhỉ? Về sau em sẽ sử dụng cái chỉ số nào? Đường kính tĩnh mạch chủ dưới là biến chính, biến kết quả chính hay là hàm lượng protein BNP là chính? Cả hai à? Nhưng mà đầu tiên là không bao giờ người ta cái nghiên cứu thì không bao giờ chúng ta bập ngay vào cái mục tiêu phân tích liên quan hay tương quan, mà giờ chúng ta phải mô tả trước. Bao giờ cũng phải mô tả là gì? Đường kính tĩnh mạch chủ dưới như nào, rồi là hàm lượng protein BNP như nào, đúng không? Thì đầu tiên là chúng ta phải mô tả cái đó. Thì thường cái mục tiêu đấy là mục tiêu sẽ là mục tiêu số 1. Còn mục tiêu số 2 là phân tích mối liên quan. Đấy. Đúng không ạ? Ừ đấy, thế thì cái của em thì thường là người ta ở đây thì nó sẽ là xác định, cái số 3 của em là xác định một con số trung bình. Đúng không? Của em sẽ xác định là một cái con số trung bình, có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là trung bình đường kính tĩnh mạch chủ dưới của bệnh nhân là bao nhiêu, đúng không? Đấy, thì cái của em nó sẽ là mục tiêu xác định một con số trung bình. Thế tuy nhiên là xác định một con số trung bình này thì cái công thức của nó thì nó hơi khó, có công thức rất đơn, công thức thì đơn giản nhưng mà các cái tham số đưa vào thì nó hơi khó để mà em có để em tính toán cỡ mẫu. Đấy. Thế cái này nó có một cái điểm cắt gì không? Nó có thể dùng điểm cắt là bao nhiêu là bình thường, bao nhiêu là không bình thường không? Hả? Ừ đấy, thế thì thường là người ta sẽ dùng cái từ cái con số trung bình này, ví dụ đường kính là bao nhiêu thì em hãy xác định một cái tỷ lệ là đường kính bình thường và không bình thường, đúng không? Thì cái mục tiêu của em nó sẽ trở lại thành cái mục tiêu 1 này, đúng không? Cái này cũng có, cái này hoàn toàn em có thể làm được, nhưng mà các cái tham số đưa vào tính toán thì nó sẽ khó. Thì tôi khuyến cáo nếu như chúng ta có một cái điểm cắt ấy, thì em vẫn mong muốn là em phải xác định được là tỷ lệ bệnh nhân có cái đường kính tĩnh mạch chủ dưới bình thường và không bình thường, đúng không? Đúng không? Thì dùng cái đó để tính toán cơ mẫu cho nó dễ, thì nó và tình huống số 1. Thế còn tình huống số 3 như của em hoàn toàn tính được, nhưng mà nó các cái tham số đưa vào, tí nữa tôi sẽ minh họa. Của em là gì? Đề tài của em là gì? À, làm lâu rồi, thế không, bây giờ không làm nghiên cứu gì à? À, thế là thích nhỉ? Không phải không bị các thầy bắt làm nghiên cứu à? À, ok. Của em là gì? Của em đề tài là gì? Tần suất. Tần suất là có hay không có gì? Hay là bao nhiêu lần? À, có hay không có hay là gì? Có rối loạn hay không rối loạn, đúng không? Ừ, thì cái mục tiêu của em vẫn là xác định một cái tỷ lệ có rối loạn, không có rối loạn, thì đấy là tình huống số 1, đúng không? Đúng không? Thế. Trừ của em là tình huống số 2. Thế có ai mà tình huống số 2 là so sánh hai tỷ lệ không? Các em đã học mà, các em chuẩn bị bảo vệ đề cương rồi nhỉ? Bao lâu nữa bảo vệ đề cương rồi nhỉ? Hả? Ừ. Thế thì đã nghĩ đến cái tính toán cỡ mẫu chưa? Hay là chưa? Nếu mà thuận tiện thì chẳng cần phải tính toán cỡ mẫu gì cả, đúng không? Ừ. Thế thì tóm lại là gì? Tôi chỉ muốn minh họa với các em rằng là hiện nay ấy, thì hai cái tình huống này là tình huống phổ biến. Thế còn tình huống này cũng về lý thuyết thì có. Đấy, và tí nữa tôi sẽ chỉ cho các em, nhưng mà các cái tham số mà đưa vào ấy, nó sẽ khó hơn. Đấy. Thế thì thông thường người ta sẽ sử dụng hai tình huống này. Thế thì bây giờ các em đã có cái phần mềm trong tay rồi thì các em mở ra tôi sẽ hướng dẫn nhanh. Vâng, chúng ta có cái phần mềm sample size này chưa, của Tổ chức Y tế Thế giới này chưa? Có rồi đúng không? Các em mở ra chưa? Mở được chưa các em? À, không cóp ra được à? Thế thì để ra phải cài trước. Thôi được rồi, nếu không thì các em sẽ nhìn trên bảng thôi, vì nó rất là đơn giản. Đấy, tính toán nó rất là đơn giản, thì tôi chỉ minh họa cho các em hai trường hợp phổ biến nhất các em hay dùng. Thế còn nếu như các em mà có nhu cầu mà
tính toán những cái advance hơn thì sẽ trao đổi với các thầy hoặc là trao đổi với chúng tôi, chúng tôi sẽ trợ giúp. Và có về sau có Long ở đây thì các bạn có thể lấy số điện thoại của bác sĩ Long để mà bác sĩ Long sẽ trợ giúp mọi tình huống phức tạp hơn nhé. Thế thì đối với cái phần mềm này, đây là cái phần mềm tính toán cỡ mẫu của Tổ chức Y tế Thế giới. Các em lên mạng thì có muôn vàn các phần mềm khác nhau. Thế và các cái công thức nó cũng tương đối là nó không quá nhiều công thức nhưng mà nó cũng có cái sự khác nhau. Thế do vậy là người ta thường khuyên là chúng ta nên dùng các cái phần mềm thống kê nó mang tính chất chính thống. Em lên mạng thì rất nhiều, nó không khác nhiều nhưng mà nó cũng có cái sự đổi khác đi một chút thì nhìn nó. Nếu các thầy không quen thì các thầy sẽ không đồng ý. Thế tốt nhất là các em vẫn lấy cái phần mềm của Tổ chức Y tế Thế giới đây, phần mềm này. Cái phần mềm này thì nó đi kèm với một cái tài liệu hướng dẫn rất là dài. Thế tuy nhiên thì các em chỉ cần hiểu đơn giản nó như thế này thôi. Các em bấm vào OK ạ. Sau khi mở ra các em bấm vào OK. Thế và đây là các cái tình huống, từng cái tình huống một. Đây là từng cái tình huống một, có rất nhiều tình huống tính toán cỡ mẫu. Thì tuy nhiên là cái mà tôi vừa trao đổi các em nó sẽ nằm ở hai phần như sau. Thứ nhất là cái tình huống số 1 ấy, là xác định một tỷ lệ thì nó sẽ nằm ở mục 1.1 hoặc là 1.2. Hai cái này tôi sẽ giải thích cho các em. Thì các em nếu các em chọn 1.1 thì ở đây nếu như nhìn vào các em sẽ thấy đây là xác định hay là ước tính một cái tỷ lệ trong quần thể với độ chính xác tuyệt đối. Với độ chính xác tuyệt đối nhá. Đây ạ. Thế nếu mà chúng ta muốn xem ví dụ của nó thì chúng ta bấm vào example để chúng ta xem các ví dụ. Thế còn nếu như chúng ta muốn tính toán cỡ mẫu ngay thì chúng ta sẽ bấm vào đây. Thế thì đây là công thức này. Công thức này thì nếu như các em muốn vẽ cho nó đẹp thì các em vào Microsoft Equation để các em vẽ. Còn nếu mà không thì các em sẽ chụp màn hình, các em paste vào trong luận văn hoặc là paste vào trong PowerPoint thì rất là dễ, đúng không ạ? Thế và cái cách tính như sau ạ. Thì ở trong trường hợp này tôi quay trở lại cái ví dụ, giả sử tôi đang muốn xác định nghiên cứu một cái tỷ lệ, ví dụ của em là của em gái, em bạn gái là em muốn tính tỷ lệ mà bệnh nhân có rối loạn hay nói cách khác là có bất thường về đường kính tĩnh mạch chủ dưới chẳng hạn, đúng không? Đều có bất thường hết à? OK, thế cái của em nó sẽ advance hơn một chút, nó phân tích mối liên quan để advance hơn một chút. OK, thế cái đó thì sẽ trao đổi sau nhé. Thế thì cái tình huống đầu tiên thì nếu như chúng ta muốn xác định một cái tỷ lệ hiện mắc nào đấy, ví dụ xác định một cái tỷ lệ tai biến mạch não trong số bệnh nhân tăng huyết áp vào viện tim mạch chẳng hạn, thì đấy là một cái ví dụ rất đơn giản, đúng không? Trong tất cả các bệnh nhân có tăng huyết áp thì có biến bao nhiêu phần trăm bệnh nhân có biến chứng? Thế thì chúng ta cần phải biết được là các cái nghiên cứu trước đây đã tìm ra cái tỷ lệ này bằng bao nhiêu. Ví dụ ở đây tôi cho là 10%, thì chúng ta sẽ đặt P bằng 0.1. Và độ chính xác tuyệt đối D, ở đây người ta thường lấy 5% là 0.05, thông thường là đến 5%. Thì chúng ta cần có 139 bệnh nhân. Chúng ta cần có 139 bệnh nhân. Thế có nghĩa là gì? Cái độ chính xác tuyệt đối này có nghĩa là gì? Thì tôi sẽ... Đây ạ, cái tỷ lệ chúng ta dự kiến trong quần thể, đây là cái tình huống số 1 nhá. Chúng ta đang dự kiến là 10%. Và chúng ta nói rằng là độ chính xác tuyệt đối, đây này, trong này, độ chính xác tuyệt đối này. Đây này, độ chính xác tuyệt đối 5%. Hay nói cách khác là chúng ta sẽ phát hiện ra được một cái tỷ lệ nó chạy từ 10 trừ đi 5% còn 5%. Xong đến 10 cộng 5% là 15%. Đấy. Có nghĩa là gì ạ? Nếu chúng ta chọn cái độ chính xác là 5% thì cái mẫu mà chúng ta tính toán ra thì nó sẽ phát hiện ra được cái tỷ lệ chạy từ 5 đến 15%. Đấy. Bởi vì cái tỷ lệ chúng ta ước tính là 10%. Thì cái phần này các em hiểu cái ý nghĩa của nó chưa? Thế bây giờ nếu như 139 này, 139 đến 138, 139 nhiều quá thì làm nào các em? Không đủ tiền thì làm nào? Làm nào ạ? Làm nào thì chúng ta phải, nếu muốn gì ạ, chúng ta muốn giảm cỡ mẫu đi thì chúng ta phải giảm độ chính xác. Thực ra trong phần mềm phần này là sai số chứ không phải chính xác.
Thế do vậy là nếu như chúng ta tăng cái D thì cỡ mẫu sẽ giảm đi. Nếu như tôi không đủ tiền, tôi làm trên 139 bệnh nhân thì tôi sẽ thay cái D này bằng, thay vì 5% tôi chọn 10% thì tôi cần có ba mấy bệnh nhân thôi. Cần có 30, mắt tôi hơi kém không nhìn được trên máy đấy, 35 bệnh nhân thôi. Nhưng mà 35 bệnh nhân này thì đây là với cỡ mẫu, đây là với cỡ mẫu gì ạ? Đây với cỡ mẫu 139 này. 139 này. Thế còn nếu như cái tình huống số 2 mà tôi vẫn là tỷ lệ ước tính là 10% nhưng mà tôi lại chọn độ chính xác là 10% thì có nghĩa tôi phát hiện ra được cái tỷ lệ sẽ là từ 0% đến 20%. Đây là cỡ mẫu gì? 35. 35 bệnh nhân thì tôi sẽ phát hiện ra được cái tỷ lệ chạy từ 0% đến 20%. Cái nào chính xác hơn ạ? Cái trên chính xác hơn bởi vì gì? Bởi vì cái khoảng nó hẹp hơn đúng không? Giống như chúng ta bắn bia ấy mà. Cái bia nó càng nhỏ thì nó càng, khi chúng ta bắn trúng thì cái nghiên cứu chúng ta càng có giá trị. Thế còn lại nếu như cái mẹt chúng ta càng to, cái bia chúng ta càng to, nó chạy được 0% thì chỉ cần ít thôi chúng ta cũng làm nghiên cứu được. Thế ngày mai thì Long trình bày đến phần phân tích gộp thì chúng ta sẽ thấy được những cái nghiên cứu nào có mẫu lớn thì cái trọng số nó sẽ rất là lớn trong phân tích gộp. Hay nói cách khác là nhìn vào cái đề tài của các em ấy thì các thầy cũng có thể đánh giá được là cái độ chính xác, hay nói cách khác là cái giá trị cái nghiên cứu của các em từ đâu. Nếu như trong trường hợp này các em chọn mẫu là có 35 người thôi thì có nghĩa là cái mẫu nghiên cứu của em nó sẽ phát hiện ra một cái khoảng chạy từ 0 cho đến 20. Và cái khoảng rộng này thì nó rất ít có ý nghĩa. Đúng không? Giống như tôi nói mò mà, tôi bảo các em là gì? Thế đây tuổi các em thì nếu tôi 95% tin tưởng rằng là cái tuổi của các em sẽ vào khoảng là từ 20 cho đến 35. Nhưng mà tôi đến 99,99% tôi nói rằng là tuổi các em là từ 15 tuổi cho đến 100 tuổi. Đúng không? Thì nó không có giá trị gì cả. Đúng không? Cái khoảng càng rộng thì không có, càng không có giá trị. Khi chúng ta nói như vậy thì có nghĩa là chẳng cần làm nghiên cứu chúng ta cũng biết. Thế do vậy là khi chúng ta thay đổi cái mức chính xác thì, hay nói khác là tương ứng với mỗi cỡ mẫu thì chúng ta sẽ có cái mức chính xác khác nhau. Và nếu như cái khoảng này nó càng hẹp thì cái giá trị của chúng ta, cái nghiên cứu chúng ta càng cao. Thế và để cái khoảng này nó hẹp thì cỡ mẫu phải gì? Phải lớn đúng không ạ? Đấy thì đấy là cái mà đầu tiên tôi muốn trao đổi các anh chị em. Thì chúng ta cứ cố gắng khoa học hóa, nhiều người khoa học hóa số liệu. Để chúng ta có 30 bệnh nhân thì sau đấy chúng ta làm nghiên cứu xong rồi chúng ta đưa vào, chúng ta mới khoa học hóa làm sao cho đủ 30. Thế nhưng mà nhiều thầy thì không biết về thống kê thì bao giờ thầy cũng ok, thằng này có công thức tính cỡ mẫu rồi, ok, cho qua. Thế nhưng mà nếu như biết ý, thì các em sẽ biết được là với cái cỡ mẫu của các em thì cái độ chính xác tới đâu. Hay nói cái các cái khoảng tỷ lệ các em phát hiện được nó chạy từ đâu đến đâu. Đấy thì đấy là cái mà tôi muốn trao đổi các em. Thì đấy là cái tình huống đầu tiên là độ chính xác tuyệt đối, còn độ chính xác tương đối thì nó như này thôi ạ. Nó chỉ đơn giản như này thôi. Nếu mà độ chính xác tương đối, đây các em chọn 1.2 ạ. Và chúng ta vẫn vào estimate thì P của chúng ta vẫn là 10%. Chúng ta chọn 0.1. Và độ chính xác tương đối thì là epsilon chứ không phải D nữa. Độ chính xác tương đối, chúng ta thấy ở đây độ chính xác tuyệt đối có nghĩa là chúng ta nói đến một hiệu số, tôi nói đến độ chính xác 5% thì có nghĩa là tôi lấy 10% trừ 5% và lấy 10% cộng 5%. Nhưng nói độ chính xác tương đối mà khi nói tôi ví dụ tôi lấy độ chính xác tương đối là 10%. Thì đây 10%. Đây 10%. Nhá. Cỡ mẫu chúng ta là bao nhiêu ạ? 3.458. Thế thì độ chính xác đâu nhỉ? Lấy cái xóa. Vâng. Độ chính xác tương đối ở đây có nghĩa là một cái thương số. Đây ạ, tôi xóa tạm cái này đi nhá. Cái tỷ lệ trong quần thể của tôi vẫn là 10% nhá. 10%. Thế thì tôi lấy độ chính xác tương đối của tôi là 10%, 10% của 10% tức là 1% đúng không ạ? Đúng không các em? Nhá, 10% của 10% thì sẽ bằng 1%. Đúng không?
Khi tôi lấy độ chính xác tương đối thì có nghĩa là 10 phần, tôi lấy độ chính xác tương đối là 10%, nghĩa là 10% của 10% chứ không phải là tuyệt đối như thế này nữa, thì nó sẽ phát hiện ra được cái gì ạ? Chạy từ bao nhiêu? Bao nhiêu các em? 9% cho đến bao nhiêu? 11% đúng không? Vì đây là 1% mà. Thì cỡ mẫu đòi hỏi là gì? 3.400 bao nhiêu? 3.458. Đúng không? Có nghĩa là gì? Nếu như tôi có cỡ mẫu là 3.458 thì tôi sẽ phát hiện ra được cái tỷ lệ chạy từ 9 đến 11 cực kỳ là hẹp. Đúng không? Thì rất chính xác. Đúng không ạ? Thế thì bây giờ tôi không có đủ tiền thì tôi phải tăng cái gì? Tăng độ chính xác gì? Tương đối lên đúng không? Tôi tăng lên là bao nhiêu? Bao nhiêu phần trăm? Tôi tăng mạnh dạn lên thành 30% đi. 30%. Vẫn nhiều tiền quá đúng không? Tôi tăng lên 50%. 50% thì nó chính là cái tình huống này. Các em hiểu ý chưa? Nếu tôi 50% của 10% nhá, 50% nhân với 10% sẽ bằng mấy? 5%. 5% thì chính là tình huống này đúng không? Hay nói cách khác, nếu tôi nói độ chính xác tuyệt đối là 5% của 10% thì nó tương đương với độ chính xác tương đối 50%. Đúng không? Thì cỡ mẫu đây chúng ta vẫn tính ra được là 139 đúng không? Đấy. Thì hai cái này nó tương đương với nhau thôi ạ. Thì các em dùng cái nào cũng được. Các em dùng cái nào cũng được. Vì thông thường người ta khuyên dùng hay dùng cái này để cho nó đỡ bị lẫn lộn. Thế còn là tùy các em có thể dùng. Thế nhưng mà tôi muốn các em hiểu được là với các cái cỡ mẫu khác nhau thì độ chính xác nghiên cứu nó khác nhau. Nhá. Thế do vậy là khi chúng ta có con số thì đừng quá là cái chuyện tính toán cỡ mẫu chúng ta phải tính từ đầu. Đừng có về sau có một số liệu nhất định rồi chúng ta mới cố gắng khoa học hóa. Khoa học hóa thì nếu như chẳng hạn như là những người mà ở đây tôi muốn nói xa hơn là về sau các em mà muốn xuất bản quốc tế thì chắc chắn người ta sẽ đặt câu hỏi lý do tại sao. Và người ta sẽ biết ngay được là cái độ chính xác nghiên cứu của em là tới đâu. Đấy. Thế còn em có 20 bệnh nhân thì em ghép vào thì các em vẫn tính ra cỡ mẫu vẫn được, nhưng mà nó cái độ chính xác nó sẽ không cao, thể hiện bằng cái khoảng mà các em phát hiện ra nó rất là rộng. Vâng. Đấy thì đấy là cái tình huống đầu tiên tôi muốn trao đổi các em. Thì xem các em có hỏi gì không. Mời em. Đúng rồi, câu hỏi đấy. Thông thường ấy thì các cái tài liệu thống kê người ta thường nói rằng cái độ chính xác tuyệt đối thường bằng 5%. Nên 5%. Thế còn độ chính xác tương đối thì nó lại phụ thuộc vào cái gì? Cái tỷ lệ. Cái tỷ lệ ví dụ 50% của 10% nó khác. Và 50% của 50% nó lại khác. Đúng không các em? Thế thì thông thường ra các tài liệu thống kê người ta thường là khuyên chúng ta lấy cái P này thường bằng 5%. Thế nhưng người ta khuyên thế thôi, nhưng nếu trong điều kiện mà chúng ta không đủ tiền thì làm nào được đúng không? Thì chúng ta phải chấp nhận lên 10%. 10% thì cái khoảng gì này nó sẽ rộng ra. Đúng không? Cỡ mẫu ít hơn nhưng khoảng này nó rộng ra. Thì vấn đề là chúng ta phải biết được cái mối liên quan giữa cái cỡ mẫu và độ chính xác. Thì cái đấy mới là quan trọng. Thế còn về khía cạnh thực hành ấy, về khía cạnh thực hành ấy thì thường là người ta lấy 5% đầu tiên đã. Thế còn sau đấy thì em không đủ thì em sẽ lấy thành 10%. Này. Ví dụ thế. Thì đấy là cái cách mà chúng ta thường làm. Nhưng mà nếu như chúng ta hiểu sâu chúng ta sẽ biết là 5% thì chính xác thế nào và 10% chính xác thế nào đúng không? Bằng cách là chúng ta sẽ tính như này. À. Thì các em có tính được như này không? À. Cái này thì tôi nghĩ các thầy chưa chắc, các thầy lâm sàng chưa chắc đã để ý đâu. Các thầy chỉ thích là có cỡ mẫu thôi. Có công thức tính cỡ mẫu thôi. Thế nhưng mà nếu như về sau này các em muốn làm sâu hơn hoặc là các em muốn xuất bản quốc tế thì em phải hiểu những cái con số này thì các em mới phiên giải được kết quả. Đấy. Thế và nếu như hội đồng mà có những người mà chuyên về thống kê ấy, thì người ta sẽ biết được cái giá trị nghiên cứu của các em đến đâu. Thì tất nhiên là cái luận văn thì chúng ta là coi như là cái thủ tục thôi, nhưng mà các cái nghiên cứu về sau này, ví dụ để mà áp dụng vào lâm sàng một cái thuốc mới chẳng hạn, thì cái chuyện cỡ mẫu thì nó sẽ ảnh hưởng tính chính xác. Thế vừa rồi tôi lấy một cái ví dụ mà hôm trước tôi thì cũng tham gia hội đồng y đức của Bộ Y tế cùng với thầy Hùng, thầy Lợi. Thế thì ngồi có một cái nghiên cứu tim mạch, người ta chứng minh cái stent của Việt Nam,
phủ thuốc. Thì nghiên cứu trên 40 bệnh nhân. Và theo dõi trong 6 tháng thì không thấy bất cứ một cái biến cố gì cả. Thế nhưng mà khi tính cỡ mẫu thì họ, cái công ty họ lại cái trick như này. Khi tính cỡ mẫu thì họ lấy cái tỷ lệ của một nghiên cứu theo dõi trong 2 năm. Đấy, và tỷ lệ khi mà theo dõi trong 2 năm thì cái tỷ lệ biến cố nó sẽ lớn. Đúng không ạ? Khi tỷ lệ biến cố lớn thì cỡ mẫu đòi hỏi sẽ gì? Nhỏ hay lớn các em? Một cái tỷ lệ bệnh, ví dụ như đang nghiên cứu về đặt stent này, có biến chứng hay không biến chứng. Thế, nếu như có nhiều biến chứng thì chúng ta cần cỡ mẫu lớn hay cỡ mẫu nhỏ? Cỡ mẫu nhỏ, đúng không ạ? Một cái tỷ lệ nào đó mà chúng ta đang quan tâm nghiên cứu nó càng lớn thì cỡ mẫu đòi hỏi càng nhỏ. Thế thì cái công ty đấy người ta lấy một cái nghiên cứu trước đây là theo dõi trong 2 năm và tỷ lệ có biến cố là 20% để họ tính ra được một cái cỡ mẫu ra 40 bệnh nhân. Và sau đó họ theo dõi 6 tháng. Sau đó đưa ra hội đồng, họ định kết luận rằng là cái stent của Việt Nam, phủ thuốc đó là an toàn 100%. Thế thì hôm đó tôi ngồi đồng tôi bảo không thể kết luận thế được. Anh chỉ có thể kết luận được trên 40 bệnh nhân thôi. Không thể kết luận được. Bởi vì anh chỉ tiến hành trên 40 bệnh nhân vào trong 6 tháng. Về sau thầy Lợi cũng ngồi ở hội đồng đó, thầy Lợi hoàn toàn ủng hộ. Vì tôi không phải chuyên ngành tim mạch, nhưng tôi nghĩ rằng là nếu chúng ta theo dõi tiếp trong 2 năm thì thể nào cũng có biến cố. Thế và rất nguy hiểm là nếu như chúng ta đưa vào khuyến cáo của Bộ Y tế đưa ra là theo dõi bệnh nhân hoàn toàn là không có biến cố gì cả. Bởi vì người ta mới chỉ theo dõi 40 bệnh nhân trong vòng 6 tháng thì cực kỳ nguy hiểm. Đấy, tóm lại là đây tôi muốn nói là khi các em làm đề tài thì cái chuyện cỡ mẫu không có quan trọng, nhưng khi người ta đưa vào thực hành thì cỡ mẫu cực kỳ quan trọng. Đấy, cỡ mẫu và thời gian theo dõi là cực kỳ quan trọng. Nếu như họ muốn kết luận là bệnh nhân đó dùng cái stent đó mà an toàn thì họ phải tính cỡ mẫu là dựa trên 6 tháng. Và 6 tháng thì cỡ mẫu cái tỷ lệ biến cố nó thấp thì cỡ mẫu đòi hỏi phải lớn hơn rất là nhiều. Các em hiểu ý chưa? Cỡ mẫu đòi hỏi lớn hơn rất là nhiều để trong vòng 6 tháng phát hiện ra được một tỷ lệ, nhưng mà cỡ mẫu nhỏ và theo dõi ngắn thì không phát hiện ra được, là đúng quá còn gì nữa. Thì do vậy là phải tăng cỡ mẫu lên để trong khoảng thời gian ngắn để phát hiện ra được có biến số hay không, hoặc là với cỡ mẫu đó các em phải kéo dài trong 2 năm thì mới phát hiện ra được. Đấy thì cái đấy cực kỳ nguy hiểm, mà bây giờ các cái công ty dược người ta rất nhiều các trick, mà nếu như không cẩn thận là bây giờ mình đưa vào khuyến cáo và sau thấy bảo kết luận Bộ Y tế cho phép là đã thông qua hội đồng của Bộ Y tế là theo dõi này hoàn toàn 100% không có biến cố thì nguy hiểm. Không biết là các em đây có ai, các em toàn bác sĩ tim mạch, các em có liệu có dám đặt stent Việt Nam cho người nhà mình không? Cái đấy thì tôi không biết, nhưng tôi chỉ hỏi thế thôi. Đấy. Thế bây giờ ông ấy so sánh thì ông kết luận là 100% an toàn thì đúng là nguy hiểm thật. Mới theo dõi có 6 tháng. Rồi thì đấy là phần tính toán cỡ mẫu của một tỷ lệ. Các em có hỏi gì không? Ừ, mời em. Đúng rồi. À đây, bây giờ mới đến của em. Vừa rồi mới là một tỷ lệ đúng không? Phần lớn là mọi người làm những cái nghiên cứu đơn giản thì là một tỷ lệ. Nhưng nếu chúng ta làm nghiên cứu can thiệp hoặc là nghiên cứu so sánh để quan sát các cái can thiệp thì chúng ta sẽ dùng công thức so sánh hai tỷ lệ, thì nó đơn giản như này thôi. Nếu các em so sánh hai tỷ lệ thì các em sẽ dùng cái công thức như vậy, là nếu như một tỷ lệ các em có thể dùng 1 hoặc 1 2 đúng không? Thế còn đối với 2 tỷ lệ thì em dùng vào cái phần 2 mẫu to sample. Thế và chúng ta chọn đây ạ. 2.2b, 2.1b thì là một đuôi, 2.2b thông thường là chúng ta chọn 2.2b bởi vì chúng ta chưa biết cái nào. Ví dụ chúng ta so sánh hai cái phương pháp can thiệp mà chúng ta chưa biết cái nào tốt hơn cái nào thì chúng ta vào chọn hai đuôi. Thế còn nếu chúng ta chắc chắn là cái mới tốt hơn cái cũ thì chúng ta chọn một đuôi. Nhưng mà thông thường thì chọn hai đuôi thôi. Nhá. Thì đấy chúng ta chọn đây ạ. Thì đây công thức đây. Của em có giống công thức này không ạ? Nhá. Thì chúng ta cần phải biết được là các cái tham số như sau. Ở đây chúng ta vẫn chọn alpha 5%. Các em để nguyên. Còn 1 trừ beta tối thiểu các em chọn là 80. Và P1 và P2 thì các em phải dự báo. Ví dụ P1 của em là bao nhiêu? Phương pháp cũ 30%. Thì các em phải biết được cái tỷ lệ ước đoán của phương pháp cũ và tỷ lệ ước đoán của phương pháp mới nó tăng lên được bao nhiêu phần trăm em?
à, giảm xuống tỷ lệ biến cố đúng không? Ví dụ giảm xuống còn 25% chẳng hạn đúng không? 7% thì tôi cứ cho đầu tiên tôi chọn là 15% đi nhá. 15% thì tôi sẽ cần đến, đây là công thức này. Đấy, đây là công thức này và đây là các cái tham số mà các em cần đưa vào. Thì tôi muốn nhắc lại các em là cái alpha này bao giờ các em chọn là 5% này, không thay đổi nhá. Thế thì 1 trừ beta người ta gọi độ mạnh thì tối thiểu phải bằng 80%. Thế còn nếu các em có điều kiện hơn, có nhiều bệnh nhân hơn thì các em tăng lên 90%, 95% cũng được. Thế và cái P1 là cái tỷ lệ mà chúng ta ước đoán của phương pháp cũ và P2 là tỷ lệ ước đoán phương pháp mới. Thì thấy rằng là nếu với cái sự chênh lệch này thì chúng ta cần 121 bệnh nhân trên một nhóm nhá. N1 và N2 bằng 121. Đúng không? Thì ví dụ như của em không đủ ấy. Thế thì trên thực tế ra thì nếu như ở đây em nói rằng là cái tỷ lệ của em bằng 0,07 đúng không? 7%. Thì theo các em thì nếu như con số này nó giảm đi, hay nói khác cái độ chênh này cao hơn thì con số này nó thay đổi nào? Con này tăng lên hay giảm đi? Giảm đi đúng không? Vâng, vì chúng ta nhìn vào đây này. Mới hai là gì ạ? Chúng ta chỉ cần hiểu một cái logic là gì? Cái sự khác biệt càng lớn thì chúng ta cần cỡ mẫu càng nhỏ. Hay nói các sự khác biệt càng nhỏ thì cỡ mẫu càng lớn, thì đấy là logic. Còn nếu không thì các em nhìn vào công thức này các em có thể phiên giải được. Thế bây giờ tôi thay vì 15% tôi chuyển xuống là 7%. Thì các em chỉ đánh vào là 0,07 thôi. Đấy, thì chúng ta chỉ cần có 44 bệnh nhân thôi. Nhỉ? Quá vui. Nhỉ? Cần có 44 bệnh nhân thôi. Thế nhưng nếu mà em có điều kiện hơn thì em sẽ tăng cái gì? Tăng cái power lên. Em tăng lên thành 90%. Đấy. Thì em cần là 58 bệnh nhân. Thế thì đấy là cái và sau này thì cũng như là đối với một tỷ lệ thì tôi sẽ nhìn vào cái khoảng, hay nói khác độ chính xác của nghiên cứu. Thế còn đối với nghiên cứu này tôi sẽ nhìn vào power, hay nói các độ mạnh, hay nói cách khác là gì, bây giờ nếu như em chỉ có 40 bệnh nhân thôi nhá, bây giờ như nghiên cứu của em không thể nào, em trong bệnh viện của em chỉ có tìm được 40 bệnh nhân, thì tôi không quan tâm đến chuyện tính cỡ mẫu mà tôi quay trở lại tôi tính power. Đấy ạ, tôi sẽ quay trở lại tính, tôi chọn power. Đấy, thì tỷ lệ của em vẫn như thế nhưng mà em chỉ có 40 bệnh nhân thôi. Thì cái power của em chỉ đạt 75%, không được. Cái power này tối thiểu phải đạt 80%. Đúng không? Thì cái cách tiếp cận này là cách tiếp cận mà nếu như em có một số lượng bệnh nhân nhất định, đúng không? Ví dụ như của em là có một số lượng bệnh nhân nhất định và em so sánh hai phương pháp thì tôi sẽ biết được là cái độ mạnh nghiên cứu của em là bao nhiêu, là 75%. Thế còn nếu như mà em có không phải là 40 bệnh nhân mà em có 50 bệnh nhân. Đấy, thì power tính được bao nhiêu? 84%. Tốt quá đúng không? Trên 80% là được rồi nhá. Thì cái này khi mà các em đã có số lượng bệnh nhân nhất định thì các em phải chứng minh là cái power của tôi là bao nhiêu. Thế là cái độ mạnh để tôi phát hiện ra sự khác biệt giữa hai cái nhóm này, nó có ý nghĩa thống kê. Thì đấy là khi mà chúng ta có số lượng bệnh nhân rồi nhá. Ừ. Rồi thì đấy là công thức của em đúng không? À, em có hỏi gì không? Thêm gì không? Em chờ thì em hỏi đi. Thì nên dùng hai đuôi. Nên dùng chứ không có nghĩa thống kê, em dùng hai đuôi để cho chắc, còn nếu mà dùng một đuôi thì cỡ mẫu nó sẽ giảm đi. Để, bởi vì em đã biết được là một chiều rồi thì cái cỡ mẫu nó sẽ giảm đi, nhưng mà nếu mà em chưa biết về nó không có nghĩa thống kê thì có thể nó sẽ thay đổi. Thì tốt nhất là dùng hai đuôi. Mời em. Đúng rồi. Ok. Đúng rồi. Ok. Ok. Thế đối với cái tình huống của em ấy thì là chúng ta dùng trường hợp số 1 hay trường hợp số 2? Trường hợp số 1 hay trường hợp số 2? Trường hợp số 1 là xác định một tỷ lệ hay là so sánh hai tỷ lệ? Ok, đồng ý. Thế còn trong cái nghiên cứu của em là có rất nhiều các loại biến chứng khác nhau đúng không? Cái nào là cái quan trọng nhất?
có xác định được không, hay tất cả quan trọng như nhau? Ừ. Ờ không, đang hỏi quan trọng trước. Cái gì đấy là quan trọng? Tử vong quan trọng không? Ờ ok. Thế thì cách xác định là thế này. Thứ nhất là chúng ta xác định cái nào là quan trọng nhất thì ta dùng cái đó tính cỡ mẫu. Thế còn cách thứ hai, chúng ta dùng cái tỷ lệ thấp nhất để chúng ta tính cỡ mẫu. Thấp nhất thì cái cỡ mẫu lớn nhất thì nó sẽ bao trùm hết. Đúng không? Ừ. Không, tổng biến chứng thì nó lại lớn quá, không được. Không được. Tổng không được, và chúng ta phải dùng cái tỷ lệ thấp nhất để cho cỡ mẫu lớn nhất, đúng không? Tỷ lệ càng thấp thì cỡ mẫu càng lớn, đúng không? Đúng không em? Ừ, thì dùng cái tỷ lệ thấp nhất thì cỡ mẫu càng lớn thì nó sẽ bao phủ, nó sẽ đã xác định được tỷ lệ thấp nhất rồi thì nó sẽ xác định được cái tỷ lệ cao hơn. Nhưng không được dùng tổng, tổng có nghĩa là any, đúng không? Bất cứ một biến chứng gì thì cái tỷ lệ nó rất lớn. Tỷ lệ rất lớn thì em, trong trường hợp đấy thì em chỉ xác định được là bệnh nhân có bị bất cứ biến chứng nào hay không trong trường hợp đó, chứ không, em không giúp em là xác định từng loại biến chứng một. Em hiểu ý không nhỉ? Tại vì nếu như em đã dùng cái tỷ lệ bị bất cứ biến chứng nào mà đưa vào tính cỡ mẫu thì cỡ mẫu đó nó sẽ giúp cho em xác định được là cái tỷ lệ bệnh nhân bị bất cứ biến chứng nào đấy, chứ không xác định từng cái. Thế nên do vậy là cái cách làm này, thứ nhất là xác định cái quan trọng nhất là đầu tiên. Cái thứ hai là cái nào thấp nhất thì chúng ta dùng để có cái tỷ lệ lớn nhất. Mời em. Yếu tố nguy cơ đến một cái bệnh, đúng không? Em định áp dụng thiết kế nghiên cứu gì? Nào bây giờ quay lại bài thiết kế nghiên cứu học rồi đúng không? Học rồi đúng không? Ai giảng nhỉ? Thiết kế nghiên cứu chưa học à? Thầy Quang giảng rồi mà. Hả? Giảng chưa? Giảng rồi nhá. Thế nhá, thế bây giờ hỏi này. Thế bây giờ để xác định mối liên quan giữa bệnh và yếu tố nguy cơ thì có các thiết kế nghiên cứu nào? Về mặt lý thuyết trước đã. Thế sau đấy mới hỏi cụ thể cái nghiên cứu của em thì tôi sẽ giải đáp cho em. Đầu tiên là chúng ta hãy hỏi cái thiết kế nghiên cứu. Nào. Thế thì theo em để phân tích một yếu tố, phân tích mối liên quan giữa yếu tố bệnh và yếu tố nguy cơ hay là yếu tố phơi nhiễm thì có các thiết kế nghiên cứu nào các em có thể dùng? Đây nha. Đầu tiên là em muốn phân tích mối liên quan giữa bệnh và yếu tố nguy cơ thì em phải tính ra cái gì đã? Tính ra chỉ số gì? Tính ra cái gì là tốt nhất nào? Cái gì để tốt nhất để mà chứng minh được mối quan hệ giữa hai yếu tố bệnh và yếu tố nguy cơ, hoặc yếu tố bệnh và yếu tố phơi nhiễm? Cái gì là tốt nhất? Risk ratio đúng rồi. Hoặc là relative risk, RR là tốt nhất đúng không? RR được tính từ thiết kế nghiên cứu nào? Để tôi muốn suy các em để cho các em hiểu cái phần này này. RR tính được thiết kế nghiên cứu nào? Ok, chưa trả lời được nhá. Thế thì cái này tôi phải quay lại, nếu không thì các em, cái này cực kỳ quan trọng. Nào, thế ngoài RR còn cái gì nữa? OR, ok, thế OR được tính toán từ các thiết kế nghiên cứu nào? Bệnh chứng gì nữa? Gì nữa? Chết rồi, tôi phải dạy lại thiết kế rồi. Vì hôm qua chắc thầy Quang dạy các em lại ngủ này, không ngủ. Rồi. Có phải dạy lại thiết kế không? Cực kỳ thiết kế nghiên cứu cực kỳ quan trọng. Tôi phải hỏi em dùng thiết kế nghiên cứu nào? Nếu em dùng nghiên cứu thuần tập thì công thức sẽ khác. Nếu em dùng bệnh chứng nghiên cứu khác, em dùng cắt ngang thiết kế nghiên cứu, cái công thức lại khác nhá. Thế bây giờ có phải giảng lại một tí về thiết kế nghiên cứu không? Không thì không thì ok, nhanh thôi nhá. Cái này thì đơn giản. Nào, thiết kế nghiên cứu. Cái này cực kỳ quan trọng bởi vì những cái sau này nó sẽ đi theo những cái thiết kế. Về dịch tễ học ấy thì thầy Quang thì thầy giảng thầy rất là có kinh nghiệm, nhưng mà chắc là một là thầy có thể nói nhanh hoặc là các em chưa ngấm. Các em cũng là đi trực, tôi thấy nhiều bạn đang ngủ gật. Chắc là đi trực. Nào, thế thiết kế nghiên cứu thì ở đây chúng ta tập trung vào nghiên cứu định lượng thôi nhá. Nghiên cứu định lượng này. Đấy, thì chúng ta chia làm mấy loại? Hai loại. Một là gì? Quan sát, đúng rồi, chính xác, quan sát. Đấy, hai là gì? Can thiệp, đúng rồi, chính xác, can thiệp. Nghiên cứu quan sát là gì? Quan sát là chúng ta không có tác động gì đến đối tượng nghiên cứu cả.
Thế ví dụ chẳng hạn như là các em làm một cái nghiên cứu mà thầy Hùng, thầy Quang can thiệp, nhưng mà các em chỉ đứng từ xa, hay là các em làm nghiên cứu em và em lấy các số liệu của bệnh án, bệnh nhân, thầy Hùng, thầy Quang can thiệp, các em làm nghiên cứu, thì đấy gọi là nghiên cứu can thiệp hay nghiên cứu quan sát? Quan sát thôi, đúng không? Bởi vì cái can thiệp là cái can thiệp các em phải chủ động, các em tác động được, đúng không? Phải là các em chủ động đối với can thiệp đấy, các em theo dõi được can thiệp đấy. Còn nếu thầy Hùng, thầy Quang can thiệp từ lâu rồi, mặc dù các thầy là can thiệp đấy, nhưng mà chúng ta không có liên quan đến can thiệp đấy thì vẫn chỉ là quan sát thôi, đúng không? Thế thì trong quan sát thì chúng ta có gì nhỉ? Nghiên cứu quan sát thì chúng ta có, đúng rồi, chính xác là mô tả. Mô tả gì và gì? Và gì các em? Mô tả và phân tích, đúng rồi, phân tích. Đúng rồi, phân tích. Đó. Mô tả khác phân tích là thế nào? Đó. Mô tả khác phân tích là thế nào các em? Hả? Mô tả có nghĩa là gì? Chúng ta chỉ mô tả những cái gì chúng ta quan sát thấy thôi, mà không quan tâm đến nguyên nhân, không quan tâm đến gốc rễ của vấn đề, đúng không? Tôi hay lấy ví dụ là tôi nhìn thấy một cô gái rất là xinh thì tôi chỉ mô tả cô ấy là gì ạ? Xinh như thế nào, đúng không? Và da trắng, môi đỏ, rồi dáng người thế nào. Nhưng mà tôi không quan tâm đến là nguyên nhân tại sao cô ấy xinh, đúng không? Còn nghiên cứu quan sát phân tích là việc chúng ta đã tìm hiểu đấy gì ạ? Quan hệ giữa các cái yếu tố mà chúng ta quan sát thấy, đúng không? Ví dụ cô ấy xinh thì bố mẹ cô ấy có xinh hay không? À, ông hàng xóm bên cạnh có hay xinh hay không? Thế thì đấy là chúng ta phải tìm hiểu gốc rễ của vấn đề. Nào, thêm nghiên cứu quan sát mô tả chúng ta có cái gì? Có gì các em? Mô tả gì? Một trường hợp bệnh, một trường hợp bệnh. Cái này ít làm, đúng không? Giống như ngày xưa mà mắc bệnh, bệnh nhân ở Việt Pháp mắc SARS, một hai trường hợp đấy, thì đấy là mô tả một trường hợp bệnh. Thế còn có nhiều trường hợp bệnh thì chúng ta có gì? Loạt trường hợp bệnh. Cái này người ta còn gọi là gì? Cái này là cây gì? Cây series. Cái này các em làm nhiều nhất này. Các em làm rất nhiều này. Cây series là mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của một nhóm bệnh nhân nào đấy vào viện. Thế và có cái gì nữa? Có gì nữa? Cái gì mà cũng hay gặp? Cắt ngang. Cái này là cái hay làm. Cắt ngang. Đúng không các em? Thế cắt ngang với loạt bệnh, ca bệnh. Cắt ngang tiếng Anh là gọi là gì? Cross section. Yeah. Sectional study. À, hai cái này nó khác nhau cái gì nào các em? Cái case study hay là một loạt các trường hợp bệnh nó khác với nghiên cứu cắt ngang là gì? Cái này rất quan trọng đấy các em ạ. Vì thường là các thầy khi mà vào hội đồng hay hỏi cái thiết kế nghiên cứu là gì. Hai cái này khác nhau cơ bản là cái gì nào? Một trường hợp bệnh thì chỉ có một trường hợp bệnh thôi. Thế còn nhiều trường hợp bệnh có nghĩa chúng ta có nhiều trường hợp bệnh, mà tất cả các trường hợp đều có bệnh, thì người ta gọi là case series, có nghĩa tất cả mọi người đều có cái đặc tính chúng ta quan tâm. Hay nói cái khác, có bệnh chúng ta đang quan tâm. Thế còn cái nghiên cứu cắt ngang thì nó sẽ bao gồm cả những trường hợp có bệnh và những trường hợp không có bệnh. Và chính cái nghiên cứu cắt ngang nó mới giúp chúng ta tính được tỷ lệ mắc bệnh. Đúng không em? Thì cái này nó mới tính được ra P. Cái này nó mới tính được ra P, đúng không? Còn cái này có tính được P không? Bị ai có bệnh rồi thì tính P cái gì nữa, đúng không? Tất cả 100% có bệnh rồi thì tính P gì nữa, đúng không? Đấy, thế thì đấy là nghiên cứu mô tả. Thế còn hiện nay thì người ta đã xếp cái này sang đây rồi. Thì tí nữa tôi sẽ nói lý do. Nghiên cứu cắt ngang, quan sát phân tích thì có cái gì? Có gì các em? Có cái gì? Bệnh chứng, đúng rồi, và gì? Thuần tập, đúng không? À, thuần tập. Bệnh chứng viết thêm một tí nhá cho nó thuần tập. Vâng. Hai cái này nó khác nhau cái gì ạ? Bệnh chứng thì thế nào mà? Bệnh chứng. Cái này rất là quan trọng. Nghiên cứu bệnh chứng là gì các em? Nghiên cứu bệnh chứng là nghiên cứu mà chúng ta bắt đầu từ nhóm bệnh và nhóm chứng. Đúng không ạ? Thế còn nghiên cứu thuần tập thì nó ngược lại nghiên cứu bệnh chứng. Chúng ta bắt đầu từ phơi nhiễm và không phơi nhiễm. Đúng không ạ? Thế tôi hỏi các anh chị em là nghiên cứu bệnh chứng có tính được tỷ lệ mắc bệnh không? Nhá. Bệnh chứng này. Không tính được, bởi vì chúng ta đã chọn một nhóm bệnh, nhóm chứng thì tính nào được tỷ lệ mắc bệnh nữa, đúng không?
Thế nhưng mà nghiên cứu vậy thuần đọc có tính được tỷ lệ mắc bệnh không? Có tính được tỷ lệ mắc bệnh nhá. Cái đấy rất quan trọng. Thế thì đấy là các, còn nghiên cứu can thiệp thì sẽ có can thiệp gì? Có ngẫu nhiên và có nhóm chứng và không có nhóm chứng, đúng không ạ? Và cái này thôi không phải là trọng tâm. Có ai làm nghiên cứu can thiệp không? Chủ yếu làm quan sát thôi nhỉ? Quan sát nghiên cứu can thiệp thôi. Thì thôi phần này bỏ qua. Phần này còn nhiều thứ nhưng mà phần này bỏ qua này. Nhưng mà tập trung vào phần này này. Tập trung vào phần này. Thế thì đối với nghiên cứu cắt ngang thì tính được P này. Nhá, cái này quan trọng này. Cái này có tính được P không? Không tính được P này. Cái này có tính được P không? Có tính được P. Nhá, ok. Thế bây giờ quay trở lại này. Trong các thiết kế nghiên cứu này thì theo bậc thang bằng chứng thì các thầy đã giới thiệu bậc thang bằng chứng chưa? Bậc thang bằng chứng chưa? Chưa à? Rồi chứ. Bậc thang bằng chứng giới thiệu chưa nhỉ? Cái tháp bằng chứng ấy. À, tháp bằng chứng. Nhá, lại vẽ lại tháp bằng chứng này. À, vẽ lại tháp. Ôi, hết mực rồi. Nó liên quan đến thiết kế nghiên cứu. Nó liên quan đến giá trị bằng chứng, các em lưu ý. Đấy ạ. Ôi, tôi bỏ cái chữ này đi, tôi viết cho nó. Nhá, bỏ bên này đi nhá. Đấy. Phần lớn là các em làm quan sát thôi nhá. Thế thì bây giờ tôi vẽ bậc thang bằng chứng này. Ở dưới này hơi thấp tí nhưng mà. Đấy. Thế bằng chứng mấy loại? À, đấy. Ví dụ này. Thì ở dưới cùng này là gì? Dưới cùng là bằng chứng thấp nhất là gì? Ý kiến chuyên gia, đúng không? Ngày xưa thầy chúng ta là bằng chứng số 1, nhưng bây giờ y học mới bằng chứng này thấp nhất, đúng không? Ý kiến chuyên gia, đúng không? Hoặc là nghiên cứu gì? Một ca bệnh. Đấy, rồi, xong đến gì? Cao hơn một ca bệnh sẽ là gì? Một loạt các ca bệnh, nhớ. Hay một loạt trường hợp bệnh, dùng cho nhất quán, nhớ. Trường hợp bệnh. Một loạt trường hợp bệnh. Sau đấy lên nữa là gì? Nghiên cứu gì? Cắt ngang, đúng rồi. Rồi. Thế vì sao lại một loạt bệnh lại giá trị hơn một ca bệnh? Nhiều hơn, đúng rồi. Cỡ mẫu lớn hơn thì nó cao hơn. Thế còn tại sao lại cắt ngang lại giá trị hơn? Cắt ngang, xin lỗi. Cắt ngang. Thì nó tính được gì? P, đúng không? Tỷ lệ Yến Bắc. Vì cái này không tính được tỷ lệ Yến Bắc nên giá trị nó cao hơn. Và trong nghiên cứu cắt ngang còn tính được cái gì nữa? Đúng rồi, chính xác. Nghiên cứu cắt ngang tính được OR, và trong OR tính trong nghiên cứu cắt ngang người ta gọi là gì? Gọi là POR, P-Valent Odd Ratio, hay nói khác là tỷ số chênh hiện mắc. Đấy. Thế như vậy là nghiên cứu cắt ngang nó còn tính được POR. Đúng không ạ? Tức là nghiên cứu cắt ngang hiện nay người ta đã xếp sang thiết kế nghiên cứu quan sát phân tích, bởi vì người ta tính POR, P-Valent Odd Ratio. Thế còn cao hơn là gì? Gì? Bệnh chứng, đúng không? Bệnh chứng, bởi vì nó sẽ tính được cái gì? Có tính được tỷ lệ mắc không? Không, nhưng nó tính được cái gì? Nó tính được OR. Và đây là OR xịn, chứ không phải là POR. Trong nghiên cứu cắt ngang thì POR chỉ nói được mối liên quan, không quan hệ, không nói được quan hệ nhân quả. Nhưng trong nghiên cứu bệnh chứng thì nói được quan hệ nhân quả, bởi vì tôi đã bắt đầu từ nhóm bệnh và tôi phải khẳng định là cái phơi nhiễm nó xảy ra trước bệnh, thì nó nói được quan hệ nhân quả, đúng không? Nó cao hơn nữa là gì? Là gì ạ? Thuần tập tính được cái gì? Thuần tập có tính được P không ạ? Có tính P, nhưng cái quan trọng hơn nó tính được cái gì các em? RR, đúng rồi, chính xác. RR, đúng không? RR thì khi chúng ta tính được RR, tính toán được RR thì chúng ta rất chắc chắn về mối quan hệ nhân quả. Thế, bây giờ tôi hỏi lại các em nhé. Thôi được rồi, xong nốt nên tôi sẽ hỏi lại. Đến tiếp theo là nghiên cứu gì? Can thiệp, đúng không? Can thiệp sẽ tính được cái gì? Can thiệp tính được rất nhiều thứ, nhưng mà chắc các thầy RR trong nghiên cứu can thiệp có tính được không? Có tính được RR không? Có không? Có quá đấy chứ nhỉ? RR và còn nhiều thứ nữa. Nhưng mà R ở đây nó khác với R ở phía dưới này. RR trong nghiên cứu can thiệp thì là cái can thiệp chúng ta điều khiển được, chúng ta kiểm soát được. Còn RR trong nghiên cứu thuần tập thì nó chỉ tính ra phơi nhiễm. Phơi nhiễm là tự nhiên chúng ta có. Tự nhiên nó có. Chứ không phải một yếu tố chúng ta đưa vào ngoài vào. Mà đưa vào ngoài vào chúng ta kiểm soát được thì cái RR nó nghiên cứu cao hơn. À, cái giá trị nó cao hơn. Và trên này là tổng quan hệ thống.
hệ thống và phân tích gộp. Phân tích gộp phần này thì bác sĩ Long sẽ giảng cho chúng ta về phân tích gộp cực kỳ có giá trị và hiện nay viện tim mạch sử dụng rất là nhiều, rất là có giá trị trong thực hành lâm sàng. Thế thì các em tại hiểu, bây giờ các em đã hiểu tại sao lại xếp bằng bậc thang bằng chứng này rồi đúng không? Có nghĩa là gì? Càng lên trên thì giá trị càng cao. Một loạt các ca bệnh thì nó hơn một ca bệnh bởi vì cỡ mẫu lớn. Thế còn cắt ngang đã tính được P và POR, còn bệnh chính tính OR và thuần tập thì tính được RR, còn nghiên cứu can thiệp tính được RR. Bây giờ tôi hỏi lại, RR được tính từ các thiết kế nghiên cứu nào? RR là nguy cơ tương đối hay là tỷ số nguy cơ? Được tính từ thiết kế nghiên cứu nào các em? Thuần tập và can thiệp. Nhưng vì sao lại nghiên cứu can thiệp lại có giá trị hơn nghiên cứu thuần tập? Đúng rồi, bởi vì cái can thiệp là do chúng ta đưa vào và chúng ta kiểm soát được nó. OR tính toán được từ các thiết kế nghiên cứu nào các em? Nghiên cứu từ thiết kế nghiên cứu nào? Cắt ngang có tính được không? Rồi, bệnh chứng có tính được không? Có tính được không? Thuần tập có tính được không? Thuần tập tính rất tốt. Bởi vì tính được RR rồi nên người ta không dùng OR. Bởi vì OR chỉ là ước tính của RR mà thôi. RR nói đến nguy cơ tương đối hay tỷ số nguy cơ. Thế còn OR chỉ là tỷ số chênh mà thôi. Tỷ số chênh là một cái ước tính của RR hay là nguy cơ tương đối. Trong trường hợp không tính được nguy cơ tương đối thì người ta mới tính RR. À xin lỗi, OR. Thế quay trở lại cái nghiên cứu của em thì em đang dùng thiết kế nghiên cứu nào? Cắt ngang, đúng không? Cắt ngang. Thế nếu mà cắt ngang ấy thì nếu khi em làm nghiên cứu cắt ngang thì cái mục tiêu đầu tiên của em là tính tỷ lệ. Đúng không? Thế do vậy em phải dùng công thức xác định một tỷ lệ. Còn nếu em dùng nghiên cứu bệnh chứng thì trong này nó có công thức nghiên cứu cho bệnh chứng, em phải biết OR. Em phải tìm OR đây, công thức trong nghiên cứu bệnh chứng nó có hết. Từng cái thiết kế nghiên cứu một nó đều có. Cái vừa rồi là nghiên cứu cắt ngang, như đây nghiên cứu bệnh chứng đây này. Cây control study đây. Thì em có thể vào là estimate. Đấy, 95% khoảng tin cậy. Đấy, đây công thức này. Thì em phải biết các cái tham số mà đưa vào, đặc biệt là odds ratio nhá. Đấy, chúng ta có các cái P này, các cái tỷ lệ này và có odds ratio của các nghiên cứu trước đây thì nó phức tạp hơn. Nhưng nếu em làm nghiên cứu cắt ngang thì em lại dùng công thức xác định một tỷ lệ nhá. Đấy. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh với các em là thiết kế nghiên cứu là cực kỳ quan trọng. Thì các em có hỏi gì về thiết kế nghiên cứu không? Và hiểu cái bậc thang bằng chứng chưa? Người ta xếp này trước hết là do thiết kế nghiên cứu. Thiết kế nghiên cứu càng lên phía trên thì nó càng có giá trị. Bởi vì nó tính được các cái chỉ số có giá trị để nói đến quan hệ nhân quả. Thế còn phía dưới này rất là thấp. Thầy của chúng ta trước là rất là giá trị, nhưng mà bây giờ dựa trên y học dựa bằng chứng thì thầy của chúng ta chỉ là rất là thấp thôi. Cái ý kiến của thầy chỉ là rất là giá trị, rất là thấp. Rồi, như vậy là các em có hỏi gì về chọn mẫu, cỡ mẫu và thiết kế nghiên cứu nữa không? Để tôi còn chuyển sang cái nội dung tiếp theo. Có nghỉ không nhỉ? Không cần nghỉ đúng không? Rồi, thế có hỏi gì thì à? Tôi muốn là có dành nhiều thời gian để cho các em thảo luận. Ừ. Ừ. Bây giờ mục tiêu của em là gì? Mục tiêu nghiên cứu này. Ừ, đánh giá các em dùng cái gì? Đánh giá, khi em nói đánh giá thì em phải dùng cái gì chứ? Phải dùng cái gì để em chứng minh cho cái đánh giá của em muốn. Không, tóm lại là khi mà các em đưa ra mục tiêu ấy, thì bao giờ cũng có chỉ số. Ví dụ như em phân tích mối liên quan thì em phải tính ra OR, đúng không? Và hoặc là phát hiện quan hệ nhân quả thì em phải tính ra RR chẳng hạn. Hoặc là tính ra tỷ lệ hiện mắc thì em phải tính ra P. Thế còn ý tôi hỏi là trong nghiên cứu của em mong muốn là tính độ nhạy, độ đặc hiệu của cái phương pháp so với chuẩn vàng hay là cái gì?
Nó không rõ ràng như kiểu tỷ lệ hay lấy là cái đấy thì có đánh giá hiệu quả để áp dụng cái quan điểm đấy thôi. Bây giờ em phải hỏi em trước hết là cái nghiên cứu của em thuộc loại quan sát hay là can thiệp trước? Trả lời từng câu một. Rồi, đầu tiên là quan sát đúng không? Là quan sát mô tả hay quan sát phân tích? Rồi ngày mai thì như ngày mai cô Giang cô có giảng bài độ nhạy độ đặc hiệu đấy, đánh giá nghiệm pháp chẩn đoán đấy, thì thường tôi nghĩ là em đang dường như em đang muốn làm một cái đánh giá cái giá trị, tính giá trị nghiệm pháp chẩn đoán đúng không? Thì tôi hỏi đấy bởi vì khi nói đến đánh giá tính giá trị ấy, thì em phải tính độ nhạy độ đặc hiệu đúng không? Độ nhạy độ đặc hiệu thì có công thức tính cỡ mẫu riêng ở ngay sau bài này tôi có đấy nhưng mà tôi không muốn trình bày. Bài sau cái phần slide này có nhưng mà tôi không muốn trình bày vì nó nhiều quá, ít người làm cái đó. Em tham khảo thêm nhé. Đây ạ, công thức tính nghiệm pháp chẩn đoán đây, nghiên cứu tính giá trị đây nhé. Thì nếu như em muốn tính độ nhạy độ đặc hiệu thì nó đều có công thức ở đây nhé. Em xem thêm và đến cái phần mà của cô Giang cô sẽ giảng kỹ hơn về cách tính độ nhạy độ đặc hiệu và phân tích nó như nào nhé, sẽ giúp các em phân tích. Thế còn về thiết kế thì nghiên cứu của em thì cái thiết kế nghiên cứu của em có thể ứng dụng là đối với nghiên cứu độ nhạy đặc hiệu hoặc là hoặc nói rộng hơn tính giá trị. Giá trị, khi nói đến giá trị thì em hiểu khái niệm giá trị chưa nhỉ? Giá trị của một công cụ hay một nghiệm pháp chẩn đoán, khi nói giá trị tiếng Anh là validity. Tính giá trị validity thì người ta thường tính thông qua độ nhạy độ đặc hiệu so với một chuẩn vàng nào đấy nhá. Thì đấy là khi nói đến một cái nghiên cứu thì người ta thường nói đến hai khía cạnh, một là tính giá trị, người ta gọi là validity. Validity thì nó nói đến là cái liệu cái công cụ chúng ta dùng để đó nó có giúp chúng ta đo đúng cái đó hay không. Hay nói tôi nói ví dụ như này, nếu các em muốn cân bệnh nhân, cân tính kg cân nặng thì chúng ta phải dùng cái cân chứ chúng ta không thể dùng cái thước được. Thì đấy là tính giá trị, có nghĩa là cái công cụ đó có giá trị để đo lường. Đấy, thì đấy là tính giá trị, tiếng Anh gọi là validity. Thì nó có hai cái chỉ số chính là độ nhạy và độ đặc hiệu. Ngoài ra còn một số cái chỉ số khác, ngày mai cô Giang cô sẽ hướng dẫn. Thế còn cái thứ hai là tính tin cậy. Tính tin cậy tiếng Anh là reliability hay là repeatability. Thì nó lại có rất nhiều loại khác nhau. Nhưng mà thường người ta hay tính là giá trị nội tại hoặc là giá trị lặp lại, có nghĩa là nếu như cái công cụ đó có giá trị thì có nghĩa là em đo hoặc là em khác đo cũng gần giống nhau, và em đo lần một và em đo lần hai thì cái giá trị nó cũng phải giống nhau. Thế còn lại thì nếu giá trị nội tại thì tất cả các cái item ở trong bộ công cụ đấy nó phải giống nhất với nhau. Thì ngày mai cô Giang cô sẽ giảng thêm nhé. Nó có một cái đây, trong cái phần thiết kế nghiên cứu thì đây tôi có, khi mà tôi giảng thì tôi có cái này để các em đây, thiết kế nghiên cứu đây. À không, đây đây này, đây là cái mà các em có thể tham khảo và tôi sẽ gửi cho các em cái này. Nếu như các em từng cái câu hỏi nghiên cứu một thì nó sẽ tương ứng, đây là các cái câu hỏi nghiên cứu hay là định hướng nghiên cứu. Tôi hay nói với các bạn là các bạn hãy bắt đầu từ các định hướng nghiên cứu, xong đến câu hỏi nghiên cứu, hãy sau đến chọn thiết kế nghiên cứu phù hợp, chứ đừng làm nghiên cứu rồi mới quay lại hỏi thầy ơi thầy nghiên cứu thiết kế nghiên cứu của em là gì. Thì cái đấy là cách tiếp cận ngược. Thì khi mà giảng thì bao giờ tôi cũng phải nói các em là xác định rất rõ cái định hướng nghiên cứu hay là câu hỏi nghiên cứu. Ví dụ chẳng hạn em quan tâm đến bệnh tật chẳng hạn, gánh nặng bệnh tật, thì chúng ta có câu hỏi là mức độ phổ biến, ví dụ như tăng huyết áp chẳng hạn, hiện nay mức độ phổ biến tăng huyết áp hay người ta nói là tỷ lệ hiện mắc mới mắc tăng huyết áp là như nào, tỷ lệ mới mắc tăng tỷ lệ hiện mắc mới mắc và tử vong của tai biến mạch não như thế nào.
Thì đấy là câu hỏi một. Câu hỏi thứ hai là chẩn đoán, như của câu hỏi của em ấy, thì cái phương pháp chẩn đoán có tính giá trị hay không và có độ tin cậy hay không, thì đấy chính là câu hỏi của em đúng không? Đấy, thì ví dụ như đấy, tương tự như vậy, còn rất nhiều các em làm nghiên cứu về tin lượng, rất nhiều các em làm nghiên cứu tin lượng, ví dụ như là yếu tố nào có nó liên quan, nó giúp các em tiên lượng bệnh tật, thì đấy là câu định hướng hay là câu hỏi nghiên cứu. Chứ còn nhiều em làm đến nguyên nhân, ví dụ phân tích mối liên quan, ví dụ như của em ấy là phân tích nguyên nhân hay là phân tích mối liên quan. Thế còn điều trị thì nghiên cứu của em là nghiên cứu về điều trị, về can thiệp đúng không, giải pháp nào có điều trị an toàn hơn, và những cái dự phòng thì các em ít làm hơn, cái dự phòng là chủ yếu là ở cộng đồng. Thế thì với mỗi những định hướng câu hỏi này thì nó có các thiết kế nghiên cứu tương ứng như sau. Đây ạ, ví dụ nếu các em làm gánh nặng bệnh tật thì em có thể làm thuần tập nghiên cứu bệnh chứng cắt ngang. Ví dụ em làm chẩn đoán thì em có thể dùng nghiên cứu, em có thể làm nghiên cứu thuần tập hoặc nghiên cứu cắt ngang. Cái đầu tiên là cái tốt nhất và cái cuối cùng là cái ít giá trị hơn nhưng mà vẫn có thể áp dụng được. Ví dụ như câu hỏi nghiên cứu của em là về chẩn đoán đúng không, nghiệm pháp chẩn đoán đúng không, thì em có thể áp dụng nghiên cứu thuần tập hoặc là nghiên cứu cắt ngang. Thiết kế của em vẫn là nghiên cứu cắt ngang nhưng mà để xác định tính giá trị của xác định tính giá trị của nghiệm pháp chẩn đoán. Thì đấy là từ định hướng hay là câu hỏi nghiên cứu thì sẽ ra được ý tưởng. Chứ các em đừng bắt đầu làm ngược. Làm ngược là ta cứ nghiên cứu đi, xong về sau mới hỏi là thầy ơi cái thiết kế nghiên cứu của em là gì thì chịu nhá. Thì hãy bắt đầu bằng cái câu hỏi định hướng nghiên cứu trước. Đây, cái này là cái trước này. Đấy, đây là cái câu hỏi hay là định hướng nghiên cứu nhá. Thì đấy, sau đấy thì chúng ta sẽ gì ạ, đi đến được là cái thiết kế nghiên cứu nào cho nó phù hợp nhá. Đấy, định hướng này, câu hỏi nghiên cứu này, thì nó sẽ đến được là định thiết kế nghiên cứu phù hợp nhá. Thì chúng ta đi theo cái cách đó, đừng theo ngược lại, làm chán rồi mới quay lại là thiết kế nghiên cứu của em là gì thì rất là khó đúng không, bởi vì các em đã đi sai hướng. Và khi đã xác định được thiết kế nghiên cứu của em thì các em sẽ xác định được cái chỉ số. Ví dụ như em làm nghiên cứu vẫn là về nghiệm pháp chẩn đoán, nhưng em làm nghiên cứu thuần tập thì em phải tính được RR. Thế còn em làm cắt ngang thì em phải tính được POR, đúng không? Thì đấy là cái mà đơn giản như vậy. Thế cái này tôi sẽ gửi cho các em tham khảo thêm nhá. Bài này thì tôi không giảng nên tôi cũng không gửi. Rồi mọi người có hỏi gì thêm không? Thuộc lại quan sát, giống như tôi vừa nói đấy. Ví dụ thầy Hùng thầy Quang can thiệp, nhưng mà em không phải là người can thiệp, không phải người có cái tác động quan sát, mà em chỉ lấy gì, ví dụ có một cái biện pháp cũ. Bây giờ thầy Hùng thầy Quang có một cái giải pháp can thiệp mới, nhưng mà can thiệp em chẳng liên quan can thiệp, các thầy làm hết rồi. Thế bây giờ em lấy bệnh án ra em làm nghiên cứu thì đấy là quan sát. Là quan sát em. Là nghiên cứu quan sát, quan sát không, quan sát hiệu quả can thiệp, quan sát mô tả, quan sát phân tích thì tùy vào các em. Nhưng mà vì sao các em là vẫn là quan sát can thiệp, vì đã có can thiệp tác động vào nhưng mà không phải là của các em, thì về mặt phân tích thì em vẫn phải là phân tích theo nghiên cứu can thiệp vẫn phải phân tích theo, nhưng mà không phải là của các em, thế thôi. Mời em. Thế bây giờ câu hỏi nghiên cứu của em là gì? Cái định hướng này, câu hỏi đây này, có 6 cái định hướng này. Thì em phải đặt hoặc câu hỏi trước. Đấy thì các em lại đang hỏi ngược lại tôi rồi. Tôi muốn hỏi là các em hãy xác định định hướng này, câu hỏi nghiên cứu của em trước. Thế đừng làm nghiên cứu xong mới hỏi tôi là thiết kế nghiên cứu là gì. Đây là định hướng, và trước hết là các em phải xác định định hướng hay nói câu hỏi lớn nó thuộc một trong 6 cái lĩnh vực này. Thế xong em mới đối chiếu với cả cái cách thiết kế nghiên cứu em có thể làm nhá. Thế thì đấy, từ đấy nó mới ra được. Thế còn em làm rồi và xong em lại hỏi thì cái đó rất là khó. Thế bây giờ câu hỏi cái định hướng lớn của em là gì? Em lại một trong 6 cái này thì em thuộc cái gì? Phương pháp chẩn đoán có tính giá trị, đúng rồi. Thì đấy là câu hỏi lớn của em đúng không? Thế liệu là cái đó nó, cái nghiệm pháp gắng sức của em là liệu nó có giúp chúng ta để mà phát hiện ra những cái tổn thương hay là, đúng không? Thì đấy là chính là
phương pháp có tính giá trị hay không, đúng không? Đấy thì đấy là số 2 nhá. Số 2 thì em nhìn sang bên này, em nhìn sang bên này thì em sẽ có là nghiên cứu thuần tập hoặc là nghiên cứu cắt ngang. Thì em muốn làm thiết kế nghiên cứu nào thì em phải theo cái thiết kế nghiên cứu đó, đúng không? Thế thì nếu làm nghiên cứu thuần tập thì em phải có là một nhóm là gì, một nhóm có cái nguy cơ và một nhóm không nguy cơ em theo dõi. Còn nếu nghiên cứu cắt ngang thì em sẽ phải lấy cả nhóm có bệnh và không có bệnh, và có những người có nguy cơ và không có nguy cơ vào cùng một thời điểm. Xong em đoán tính đánh giá tính giá trị và tính giá trị của nghiệm pháp của em. Đấy. Thì nghiên cứu của em thường các bạn làm nghiên cứu cắt ngang cho nó dễ. Ừ. Thế thì nghiên cứu khi mà các em nói thì thiết kế nghiên cứu của em là nghiên cứu thiết kế nghiên cứu cắt ngang và đánh giá nghiệm pháp và chẩn đoán, tức là nói cụ thể hơn một chút nhé. Ừ. Ừ. Em. Ừ. À đúng rồi, rất tốt. Đấy, tôi cũng rất mong các em bây giờ em quay trở lại, các em có rõ câu hỏi của bạn không? Em muốn trả lời hay là đây bạn đang hỏi là tại sao cái nghiên cứu OR trong nghiên cứu bệnh chứng lại có giá trị hơn OR trong nghiên cứu cắt ngang nhá. Thế thì các em có rõ câu hỏi đấy, rất là tốt. Bản chất của nghiên cứu cắt ngang là gì? Nghiên cứu cắt ngang là nghiên cứu mà chúng ta nghiên cứu yếu tố bệnh và yếu tố phơi nhiễm vào cùng một thời điểm. Chúng ta không phát hiện, không biết cái gì xảy ra trước cái gì, đúng không? Thế chính vì vậy là khi tính ra ấy, thì người ta chỉ nói là mối liên quan thôi, chứ không kết luận được quan hệ nhân quả. Nhá. Cái đấy là cái rất quan trọng. Nghiên cứu cắt ngang là nghiên cứu người ta còn gọi là nghiên cứu tỷ lệ hiện mắc. Thường là người ta phát hiện ra một cái tỷ lệ mắc bệnh nào đấy, thế sau đó người ta phân tích mối liên quan, thì chúng ta không biết được là yếu tố nào xuất hiện trước yếu tố nào. Ví dụ như chúng ta hỏi bệnh nhân vào một thời điểm là bệnh nhân có bị tăng huyết áp hay không, và bệnh nhân có uống rượu hay không, thì chúng ta không biết cái gì gây ra cái gì cả, đúng không? Chúng ta không biết là ông ấy bị tăng huyết áp rồi ông chán đời ông uống rượu, hay là ông uống rượu xong rồi ông uống rượu chán thì ông bị tăng huyết áp. Thì đấy là bản chất của nghiên cứu cắt ngang. Cũng nhân đây tôi cũng chia sẻ một cái nữa là cái đề tài, một cái đề tài tiến sĩ mà tôi cũng thầy Lợi cùng ngồi hội đồng ở trên tận Thái Nguyên. Chúng tôi lên tận trên đấy, thầy Lợi nguyên viện trưởng ngồi trên đấy, thì một ông làm một cái nghiên cứu cắt ngang, ông làm một cái điều tra cắt ngang, ông hỏi vào cùng một thời điểm, nhưng mà cuối cùng ông vặn thành một nghiên cứu bệnh chứng. Nghiên cứu bệnh chứng thì nó khác với nghiên cứu cắt ngang là gì? Nó phải xác định được là cái yếu tố phơi nhiễm nó xuất hiện trước, nó phải xuất hiện trước thời điểm xảy ra bệnh. Hay nói khác, nếu như ta nghiên cứu về tăng huyết áp và uống rượu thì chúng ta phải xác định được uống rượu là xảy ra trước tăng huyết áp. Thế và bản chất của nghiên cứu bệnh chứng là chúng ta bắt đầu từ nhóm bệnh và nhóm chứng, và chúng ta hỏi ngược lại trong quá khứ. Cái phơi nhiễm là đã xảy ra trong quá khứ rồi chứ không phải xảy ra thời điểm hiện tại. Thế chính vì vậy là cái OR của nó là OR xịn. Cái nghiên cứu quan sát là vẫn cho phép chúng ta phát hiện ra quan hệ nhân quả. Cái nghiên cứu bệnh chứng thì trong trường hợp mà chúng ta không làm được nghiên cứu thuần tập, để phát hiện được các nghiên cứu và các cái quan hệ nhân quả ấy, thì người ta thường dùng thuần tập. Ví dụ như các em trong ngành tim mạch thì em biết cái nghiên cứu Framingham Heart Study của Mỹ triển khai từ năm 1948 cho đến nay, nó phát hiện ra rất nhiều yếu tố nguy cơ bệnh tim mạch thì người ta làm nghiên cứu thuần tập. Nhưng trong trường hợp không làm được nghiên cứu thuần tập, bởi vì nghiên cứu thuần tập rất là đắt đỏ và kéo dài nhiều năm, thì người ta làm nghiên cứu bệnh chứng. Và nghiên cứu bệnh chứng thì không cho phép chúng ta tính được RR, mà chỉ cho chúng ta tính được OR thôi. OR là một cái ước lượng của RR, nhưng vẫn cho phép chúng ta nghĩ đến cái quan hệ nhân quả, bởi vì cái phơi nhiễm đã xảy ra trong quá khứ. Đấy. Thì giá trị nó không bằng nghiên cứu thuần tập, chứ không phải nghiên cứu can thiệp. Nghiên cứu can thiệp lại khác. Nghiên cứu can thiệp thì giá trị nó cao hơn đối với can thiệp. Còn đối với những cái phơi nhiễm tự nhiên chúng ta có thì chúng ta không phải thực hiện nghiên cứu can thiệp. Thế như vậy là em hỏi rất là tốt, là các em xác định được là nghiên cứu cắt ngang là cắt vào một thời điểm, không biết cái gì xảy ra trước cái gì, nên người ta chỉ nói là liên quan. Prevalent odds ratio hay POR nói đến mối liên quan, không nói được cái này gây ra cái kia. Nhưng đến nghiên cứu bệnh chứng thì đã nói được là cái này dẫn tới cái kia. Nhưng mà bằng chứng của nó chưa mạnh, bởi vì chúng ta không tính được nguy cơ tương đối. Nguy cơ tương đối là RR, thì nó nói được cái quan hệ nhân quả một cách chắc chắn nhất.
Thế còn cái odd ratio hay nói cái tỷ số chênh, nó chỉ là cái ước tính của RR mà thôi. Thì nếu như các em làm lâm sàng, các em mà nghe các công ty dược, rất nhiều công ty dược người ta trình bày, thì người ta nhiều khi người ta lại trình bày cái OR. Trong nghiên cứu can thiệp người ta vẫn trình bày OR. OR trong nghiên cứu thuần tập cũng tính được, mà trong nghiên cứu can thiệp cũng tính được. Nhưng mà cái OR đó nó nhiều khi nó cao hơn. Đấy, tại sao các em hiểu ý tôi là tại sao người ta muốn tính cái hiệu quả nó cao hơn rồi, đúng không? OR nó trong nhiều trường hợp là nó cao hơn RR. Đấy, có nhiều bài tập tôi minh họa cho các em cái đó, nhưng mà không có điều kiện thì thôi. Đấy, thì đấy là, đấy tôi muốn là các em hỏi như vậy là rất tốt để nó vỡ ra. Chứ còn cái việc mà nhiều nội dung thì không quá quan trọng. Thì chúng ta cứ giải quyết dần dần. Thì từ giờ đến lúc nghỉ ấy, thì tôi sẽ cố gắng giới thiệu các em phân tích sống còn thôi. Còn nghiên cứu về đa biến ấy, thì bác sĩ Long nếu mà có thời gian thì giảng thêm một chút nhỉ. Long nhá, giảng thêm trong cái phần meta ấy mà có thời gian ấy, thì giảng thêm cho các anh chị em một chút về hồi quy tuyến tính với logistics nhanh thôi nhá. Nhưng vì cái sống còn mọi người áp dụng nhiều hơn ấy, và tôi cũng luôn luôn khuyến khích là các em làm trong ngành tim mạch thì nên làm những nghiên cứu sống còn, nó rất hay và nó phát hiện ra được rất nhiều thứ hay. Thì sau đây thì tôi sẽ giới thiệu về nghiên cứu sống còn, phân tích sống còn, nó đơn giản và các em hoàn toàn có thể làm được. Mọi người có hỏi gì nữa không về thiết kế nghiên cứu, về chọn mẫu, cỡ mẫu, đấy là những phần quan trọng. Đầu tiên em phải xác định rõ là nghiên cứu của được cái định hướng nghiên cứu của em là đấy ạ. Quay trở lại định hướng cái câu hỏi nhá. Đấy. Đầu tiên là em xác định cái định hướng nghiên cứu của em là về cái gì? Có can thiệp không? Có trực tiếp can thiệp đúng không? Thì đấy là can thiệp đúng không? Có can thiệp. Nghiên cứu can thiệp chứ. Bởi vì em là người mà trực tiếp tham gia can thiệp đúng không? À, thế thì em là quan sát nghiên cứu can thiệp thôi. Nhưng mà bản chất của nó vẫn là nghiên cứu can thiệp. Em không kiểm soát được, nhưng mà em là người phân tích thì nó vẫn phải phân tích theo phương pháp phân tích nghiên cứu can thiệp. Thì đến ngày tiếp theo cô Ánh sẽ trình bày phân tích số liệu can thiệp đấy, trước sau rồi vân vân. Mặc dù là em không kiểm soát cái can thiệp đó, thế thì nhưng mà em vẫn nói khi phân tích thì em vẫn phải tính RR rồi là phân tích một số cái tham số khác. Mọi người có hỏi gì không về thiết kế nghiên cứu, rồi chọn mẫu, cỡ mẫu, đấy là cái phần mà mọi người hay mắc nhiều nhất. Có một ý là tôi cũng khuyên các em là khi mà lỗi rất nhiều là trong phần thiết kế nghiên cứu thì các em thường nói có thêm từ tiến cứu hoặc hồi cứu. Ví dụ như nghiên cứu cắt ngang hồi cứu, hoặc là nghiên cứu cắt ngang tiến cứu. Thì hiện nay cái chuẩn quốc tế mới thì người ta khuyến cáo là không dùng cái đó. Cái từ hồi cứu hay tiến cứu nó thể hiện cái cách chúng ta thu thập số liệu thôi, chứ không phải thiết kế nghiên cứu nhá. Nếu các em đọc cái chuẩn SHORP, chuẩn SHORP là cái chuẩn mà về cho các nghiên cứu quan sát, thì nó khuyến cáo rằng là không nên dùng cái từ đó, dễ gây hiểu lầm. Đâu nhỉ, em hình như có hỏi à? Thực ra cái nghiên cứu về can thiệp bản chất nó vẫn là can thiệp. Khi mà can thiệp thì bao giờ em cũng so sánh. Khi so sánh giữa biện pháp mới và biện pháp cũ đúng không? Hoặc là không làm gì. Thì về phân tích mà nói thì vẫn phải theo phương pháp can thiệp.
Nhưng mà khi thiết kế để nói rằng là cái giá trị của nó ấy, thì em chỉ nói là quan sát hiệu quả can thiệp thôi, bởi vì em không có tác động, em không phải là người chủ động trong cái can thiệp đó. Đấy. Thế thì cái này là cái mà Hội đồng Y Đức của Bộ Y tế cũng đã thảo luận rất là nhiều và thống nhất dùng cái thuật ngữ như vậy. Vì thực ra nó cũng chỉ là cái cách dùng thuật ngữ thôi, chứ không phải là một cái gì cứng nhắc. Thế giờ các thầy ở hội đồng đều thống nhất, thì hội đồng thì có thầy Hùng, thầy Lợi cũng đều tham gia. Thì cũng nói là với những cái can thiệp mà nó không, mình không chủ động, cái người nghiên cứu ấy mà không chủ động, mình chỉ là người lấy sử dụng số liệu đấy, thì mình gọi là quan sát hiệu quả can thiệp, nhưng về bản chất của nó vẫn là nghiên cứu can thiệp. Bởi vì sau này em vẫn phải phân tích so sánh giữa các nhóm khác nhau, em vẫn tính ra RR. Đấy, thì đấy là đúng rồi. Đúng rồi. Ok. Rồi. Rất tốt. Các em có hiểu ý của bạn không nhỉ? Có hiểu ý không, thì cái đấy là cái mà trên thực tế nó gặp rất là nhiều. Thế thì trong nghiên cứu ấy, thì các em có hiểu cái khái niệm hiệu lực và hiệu quả không? Hiệu lực và hiệu quả không? Hiệu lực là efficacy, còn hiệu quả là effectiveness. Thì các em có hiểu cái khái niệm này không? Efficacy là gì? Efficacy là hiệu quả đạt được trong điều kiện lý tưởng. Thế thì thường các cái thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên ấy, thì người ta thường làm trong điều kiện lý tưởng, có nghĩa là cái can thiệp phải là standard, tất cả mọi người đều phải được tập huấn như nhau, đúng không? Tập huấn và tạo ra được một, gần như là một cái can thiệp nó không bị sai lệch chuẩn, thì đấy người ta gọi là hiệu lực. Đấy, thường là các điều kiện mà các cái thử nghiệm lâm sàng lớn là người ta phải làm như thế. Thế còn thứ hai là người ta gọi là bằng chứng đầy thực, hay là hiệu quả. Hiệu quả là cái thực tế lâm sàng thì không bao giờ đồng nhất được, thì cái đó đòi hỏi cỡ mẫu cực lớn. Thì sau một thời gian, chứ còn nếu mà em làm ít với cỡ mẫu ít thì em không thể khống chế được sự khác biệt giữa các cái người can thiệp khác nhau. Thế thì em phải có cỡ mẫu lớn, và thường người ta làm hồi cứu, có nghĩa là sau một thời gian, ví dụ như viện tim mạch, về sau mình có rất nhiều các tip, mình lưu trữ số liệu trong 5 năm, 10 năm, xong mình phân tích lại, thì lúc đó mình mới khống chế được cái sự cỡ mẫu lớn, và sau đó mình cỡ mẫu lớn thì nó sẽ điều chỉnh được cái sự dao động, nó gọi là ngẫu nhiên, gọi là sai số ngẫu nhiên thôi. Đấy, thì nó sẽ điều chỉnh được cái đó. Thế còn perfect mà hoàn hảo thì em vẫn phải làm trong điều lý tưởng, là tất cả mọi người đều phải tập huấn. Các cái người can thiệp phải được tập huấn để cho cái quy trình lâm sàng nó tương đối giống nhau. Đấy, thì đấy là cái khó. Mời các em. Tôi thấy là cái phần mà các đề tài của em này mắc nhất vẫn là, nói chung là cái phần viết mục tiêu thì không vấn đề gì. Các thầy ở trường y chúng ta thì hay bắt bẻ cái động từ dùng ấy mà. Cái động từ thì phải dùng động từ hành động. Ngày xưa thì khi mà tôi ở trường y Hà Nội thì tôi là người phụ trách cái nhóm nghiên cứu giảng dạy phương pháp nghiên cứu cho các đối tượng sau đại học này, thì có nhiều lần là đã tổ chức các cái cuộc họp để chuẩn hóa các thầy, và nhiều lần vỡ trận bởi vì rất nhiều thầy già đập bàn đập ghế và bỏ đi về, giả phong bì đi về. Thế nhưng mà dần dần gần đây thì đỡ hơn, nhưng mà các thầy thì vẫn thích là chúng ta phải dùng, ví dụ trong các cái nghiên cứu của em là các em không được dùng những động từ mà các thầy cho là mơ hồ. Ví dụ như là các em dùng động từ nghiên cứu chẳng hạn thì các thầy sổ toẹt ngay. Thứ hai là cái động từ mà tìm hiểu là không được, nhưng mà quốc tế thì chẳng có quy định nào cả, người ta dùng các loại động từ khác nhau miễn là bản chất nghiên cứu nó không thay đổi. Đấy, thì các em lưu ý là nếu các em ở trường y thì các em cũng vẫn phải theo cái chuẩn của trường y từ bao nhiêu năm nay vẫn thế, thì các cái động từ vẫn dùng là gì, mô tả, phân tích, đánh giá, đừng có dùng là nghiên cứu, tìm hiểu, mà khảo sát thì ít dùng thôi, mà đánh giá chỉ dùng cho các động từ dành cho các nghiên cứu can thiệp. Đấy, thì đấy là những cái mà các thầy trước vẫn hay đề ra.
Cái đấy là cái viết mục tiêu, chứ còn cái phần lớn là mọi người hay cãi nhau phần thiết kế nghiên cứu và chọn mẫu cỡ mẫu. Mà cái nữa là các em hay nhầm ở cái chỗ là tiêu chuẩn loại trừ với tiêu chuẩn lựa chọn với tiêu chuẩn loại trừ. Ví dụ các em nghiên cứu trên bệnh nhân nam thì các em bảo tiêu chuẩn loại trừ là bệnh nhân nữ thì không phải, bởi vì cái tiêu chuẩn lựa chọn là cái tiêu chuẩn mà chúng ta đưa vào bệnh nhân nghiên cứu vào nghiên cứu, và nếu như đã đạt tiêu chuẩn lựa chọn rồi mà thêm một vài tiêu chuẩn nữa thì chúng ta loại ra, chứ không phải ví dụ chúng ta làm nghiên cứu trên người già chúng ta tiêu chuẩn lựa chọn là người trên 65 tuổi hoặc là người trên 60 tuổi thì còn tiêu chuẩn loại trừ là người 60 tuổi thì không phải nhá. Thì cái đó là không đúng, vẫn là người đó nhưng thêm tiêu chuẩn ví dụ những người già đó nhưng lại không có khả năng giao tiếp chẳng hạn, thì chúng ta loại ra. Thì đấy là tiêu chuẩn lựa chọn và tiêu chuẩn loại trừ, thì hai cái đó là cực kỳ rất giống, mọi người cứ repeat lại. Thực ra cái đấy cũng là một cái sai lầm, cái đó không phải là tiêu chuẩn, cái đó không phải tiêu chuẩn lựa chọn. Tiêu chuẩn lựa chọn nó không có bao gồm cái đồng ý và không đồng ý, mà đồng ý không đồng ý nó sẽ thể hiện được cái tỷ lệ không trả lời của chúng ta. Đấy. Thì thông thường là như thế, nhưng mà phần lớn mọi người vẫn đưa cái tiêu chuẩn là đồng ý. À, đồng ý tức là người ta đảm bảo cái tiêu chuẩn nghiên cứu, nhưng mà người ta không đồng ý chúng ta loại ra thì chúng ta vẫn phải ghi nhận lại, chứ không phải là chúng ta bỏ ra. Ví dụ như tôi chọn mẫu là 100 người thì những người đó, ví dụ tôi đang làm nghiên cứu cho người già mà mắc tăng huyết áp chẳng hạn, thì tiêu chuẩn là gì ạ? Thứ nhất là trên 60 tuổi, cái thứ hai là huyết áp tối đa tối thiểu là bao nhiêu. Đấy, thế thì khi mà chúng ta đã đạt được cái tiêu chí đấy rồi mà bệnh nhân mà đạt được tiêu chí đấy thì lại không đồng ý tham gia nghiên cứu chẳng hạn, thì chúng ta cũng phải ghi nhận lại là những trường hợp đấy là có đặc tính như thế nào, để chúng ta phải sao tính cái số mà không trả lời so với số trả lời nó khác nhau hay không. Đấy, thì đấy là cái cũng cần lưu ý, nhưng mà thôi cái đó thì không quá quan trọng, đặc biệt trong điều kiện bối cảnh lâm sàng. Ok, nếu không có gì câu hỏi gì thì tôi sẽ sang cái phần phân tích sống còn. Đây là cái mà tôi rất khuyến khích các anh chị em chúng ta làm nghiên cứu và phân tích sống còn. Thế thì phần phân tích hồi quy tuyến tính và logistics thì bác sĩ Long sẽ trình bày thêm cho chúng ta. Đấy ạ, phân tích sống còn thì nó phần này làm nhanh thì tôi muốn trình bày các anh chị em. Share đâu à? Duplicate. Đây hả? Ok. Đó. Phân tích sống còn. Các em đã nhìn thấy cái sơ đồ này chưa? Cái biểu đồ này chưa? Đúng rồi. Khi nói đến phân tích sống còn thì bao giờ chúng ta cũng nhắc đến cái biểu đồ Kaplan-Meier. Đây là cái biểu đồ mà mang tính chất là chuẩn, tương đối là chuẩn mực đối với. Thế thì nhìn hai cái này các em có hiểu không? Nhìn cái này hai các em nhìn hai cái biểu đồ này các em có hiểu à. Tại sao lại có cả cái mà chạy từ trên xuống dưới, mà tại sao cái dưới chạy từ dưới lên trên? Có hiểu không ạ? Cái này các em mà một là giao ban hay là các công ty dược người ta trình bày, đặc biệt là các nghiên cứu can thiệp, các nghiên cứu thuốc mới người ta trình bày rất là nhiều. Ví dụ như cái biểu đồ này thì các em hiểu nó thế nào? Biểu đồ này thì các em hiểu nó thế nào? Vâng, rất đơn giản thôi ạ. Hai cái biểu đồ này thì thể hiện hai cái xác suất đối nghịch nhau. Cái biểu đồ này thể hiện cái xác suất sống còn. Đấy. Thì khi mà chúng ta bắt đầu nghiên cứu thì 100% bệnh nhân đều sống. Ví dụ như chúng ta can thiệp mạch vành chẳng hạn, đặt stent chẳng hạn. Đấy, thì khi mà chúng ta can thiệp thì chắc chắn bệnh nhân vẫn còn sống. 100 bệnh nhân còn sống. Thế còn cái trục tung nó sẽ thể hiện được xác suất sống còn, có nghĩa là ban đầu thì 100% đều sống, 100% đều sống. Thế còn cái trục hoành sẽ thể hiện là cái thời gian sống. Đấy. Thế và nếu như chúng ta theo dõi bệnh nhân qua thời gian thì chúng ta thấy rằng là bệnh nhân khi mà can thiệp thì có những bệnh nhân sẽ còn sống và bệnh nhân sẽ tử vong. Thì nếu như chúng ta giả sử chúng ta nhìn vào cái thời điểm ngày đấy, ví dụ sau 100 ngày, can thiệp sau 100 ngày, thì chúng ta nếu chúng ta nhìn vào đây chúng ta sẽ đối chiếu lên phía trên này,
đấy nhá, chúng ta đối chiếu này. Đấy. Thì nhóm đối chứng chúng ta gióng sang này thì tỷ lệ sống sót của nhóm chứng sẽ là khoảng 25%. Tức 100 người thì còn 25 người sống. Thế còn nếu vẫn 100 này chúng ta gióng lên trên này nhóm can thiệp thì khoảng 75 người còn sống. Đấy thì chúng ta thấy được là cái sự khác biệt xác suất sống còn giữa hai nhóm, một nhóm can thiệp mới, một nhóm can thiệp cũ. Thế còn nếu như chúng ta không so sánh can thiệp mới, can thiệp cũ thì chúng ta có thể chỉ có một đường thôi. Thì các em cũng có thể làm nghiên cứu quan sát là một nhóm cũng được. Nhưng mà nếu có hai nhóm thì nó sẽ hay hơn, có sự so sánh. Thế còn một nhóm thì chúng ta vẫn làm được bình thường. Sau khi chúng ta can thiệp nào đó, thực hiện can thiệp nào đó, chúng ta theo dõi đến khi mà bệnh nhân xuất hiện một biến cố. Biến cố ở đây thì không nhất thiết phải là tử vong, mà không nhất thiết phải là một cái biến cố bất lợi, mà có thể là một cái biến cố tốt cũng à, một cái sự kiện tốt cũng được. Thế thì trong các cái nghiên cứu y tế công cộng thì người ta hay nghiên cứu là nuôi con bằng sữa mẹ các em ạ. Nên cho con bú bao nhiêu ngày, sau khi mà bắt đầu cho con bú thì cho con bú bao nhiêu ngày thì xem là cái xác suất để mà có bà mẹ cho con bú nó bao nhiêu ngày. Đấy thì đấy là cái, thế thì cái đây là xác suất sống còn, còn đây là xác suất tử vong ạ. Xác suất tử vong thì bằng xác suất sống còn bằng một trừ đi xác suất sống còn thôi. Thì nếu mà chúng ta nhìn từ dưới lên trên thì bắt đầu khi bắt đầu can thiệp thì xác suất tử vong là bằng 0%, đúng không? Thì sau quá thời gian thì là bệnh nhân cứ tử vong dần, đúng không? Thì nó ngược nhau thôi, hai này ngược nhau thôi. Thì đấy là nghiên cứu sống còn hay phân tích sống còn. Thế và trong phân tích sống còn thì người ta thường dùng một cái tỷ số người ta gọi là tỷ số có biến cố hay tỷ số nguy hại. Nó không phải RR mà nó là HR. Relative risk nó khác với hazard ratio HR. Ở đây thì nó khác với cái RR bởi vì cái biến số mà chúng ta quan tâm đến là khoảng thời gian sống thêm. Thế còn trong RR là chúng ta quan tâm đến các cái cá thể thì nó chỉ khác nhau thế, tức bản chất nó gần gần giống nhau nhưng mà cái mẫu số ở trong nghiên cứu phân tích nha, sống còn này thì đấy chính là cái tỷ số biến cố, thì cái mẫu số của nó là khoảng thời gian sống thêm. Thì các em lưu ý phân biệt nó hai cái đấy. RR là chúng ta vẫn tính những số cá thể mắc bệnh hay là số cá thể tử vong hay vân vân. Nhưng trong trường hợp này là số thời gian, cái thời gian sống thêm. Thế thì cách phiên giải của nó cũng giống như là RR thôi. Nếu như chúng ta so sánh hai phương pháp với nhau mà HR nhỏ hơn 1 thì có nghĩa là xảy ra biến cố ở nhóm can thiệp thấp hơn. Hay nói cái khác là can thiệp sẽ có tác dụng, đúng không? Hay có hiệu quả. Đấy, thì trong nghiên cứu phân tích này nó thế thôi. Thế tương tự như vậy thì đây cũng là một và đây tôi sẽ minh họa cho các em một cái nghiên cứu sống còn nó rất đơn giản như này thôi để các em có thể thấy rằng cái này làm rất là dễ. Vâng, thế đây là một cái nghiên cứu mà theo dõi bệnh nhân. Ở đây có theo dõi cái số liệu này đã gửi cho các em, thì nữa chúng ta sẽ thực hành nhanh thì chúng ta sẽ thấy rằng là rất đơn giản. Đây là các cái dòng khác nhau và đây mỗi bệnh nhân thì có một cái ID. Thế và mỗi bệnh nhân sẽ được theo dõi vào một cái khoảng thời gian. Thế và mỗi khoảng thời gian đó thì tương ứng với họ đang còn sống hay là họ đã tử vong. Thế thì ví dụ bệnh nhân số 10 là ID số 10, chúng ta theo dõi 6 tháng họ vẫn còn sống. Bệnh nhân số 11 này đến 9 tháng họ vẫn còn sống. Thế và chúng ta có thể so sánh nhóm điều trị và nhóm đối chứng. Và những bệnh nhân phía trên này là nhận được các cái can thiệp mới hay chúng ta còn gọi nhóm điều trị hay nhóm can thiệp. Còn nhóm dưới này là nhóm chứng. Đấy thì cái số liệu, cái setup của nó rất đơn giản này, các em thấy rằng là chúng ta chỉ cần là gì? Chúng ta có ID bệnh nhân và chúng ta theo dõi bệnh nhân qua thời gian và cuối cùng chúng ta tính toán được cái khoảng thời gian từ lúc chúng ta bắt đầu theo dõi cho đến lúc mà chúng ta phân tích. Thì lúc chúng ta phân tích thì bệnh nhân có thể sống hoặc là bệnh nhân có thể chết. Ví dụ như các em làm các nghiên cứu can thiệp mạch vành chẳng hạn thì các em có thể theo dõi bệnh nhân. Bệnh nhân có thể vào các thời điểm khác nhau, nhưng mà các em có thể theo dõi sau 6 tháng hoặc sau 1 năm các em phân tích. Thì mỗi đến cái khoảng thời gian các em phân tích thì mỗi bệnh nhân sẽ được theo dõi khoảng thời gian khác nhau. Và vào cái khoảng thời gian đó thì có bệnh nhân tử vong rồi, có bệnh nhân còn sống. Thì các em lấy lại các thông tin như này thôi. Và bên cạnh đó thì các em có thể lấy thêm các thông tin khác về điều trị, về các cái đặc tính của bệnh nhân vân vân bổ sung vào nữa. Thì cái này có làm được không ạ? Ừ.
Tôi có bắt buộc em phải soi dõi ngay từ bây giờ đâu. Em có thể lấy số liệu từ ngày xưa cũng được. Vấn đề là tùy vào cái đó, nó lại tùy thuộc vào tính toán cỡ mẫu. Và tính toán cỡ mẫu thì chúng ta sẽ phải tính toán cái tỷ lệ tử vong vân vân nhá. Thì cái này không khó gì cả. Thế thì cái số lượng bệnh nhân theo dõi thì nó tùy thuộc vào từng cái bệnh một, nó cũng tùy thuộc vào cái tỷ lệ tử vong của cái bệnh đó. Thế tỷ lệ tử vong càng thấp thì cỡ mẫu càng lớn, giống như chúng ta đã tính toán rồi nhá. Thế nếu chúng ta muốn so sánh hai cái giải pháp điều trị này thì cái sự khác biệt giải pháp điều trị cũ, tức là nhóm chứng này, so với điều trị mới thì càng chênh lệch thì cỡ mẫu càng nhỏ. Và như tôi nói ban đầu rồi đúng không ạ, cỡ mẫu nó sẽ phụ thuộc vào có hai tình huống ta trao đổi rồi. Một là nếu chúng ta chỉ tính tỷ lệ tử vong không thôi, thì tỷ lệ tử vong nếu mà tử vong càng nhỏ thì cỡ mẫu đòi càng lớn đúng không, thì các em phải tính cỡ mẫu. Còn nếu các em muốn so sánh hai nhóm này thì cái sự khác biệt càng nhỏ thì cỡ mẫu càng lớn, mà sự khác biệt càng lớn thì cỡ mẫu càng nhỏ đúng không, thì cái này các em tính rồi đúng không. Thế còn không bắt buộc là các em phải bắt đầu tiến cứu đúng không, em hoàn toàn là có hồ sơ từ ngày xưa. Thế tóm lại cái setup số liệu này thì các em có hỏi gì không, có thể làm đúng không? Mà tôi thấy rất nhiều năm rồi mà tôi ngồi hội đồng theo dõi các đề cương của em chả thấy ai làm gì cả. Về sau có một vài các anh chị ở viện tim mạch có làm. Mẫu giống nhau. Nhưng nếu số liệu của em mà có cơ sở dữ liệu tốt thì em lấy số liệu 5 năm cỡ mẫu rất nhiều, thì em có hoàn toàn nhiều cơ hội để em chọn. Cái vấn đề là số lượng bệnh nhân đồng dạng thì kể cả em làm tiến cứu em không bao giờ xác định được đồng dạng. Thế do vậy là cái phụ thuộc vào cái việc mà cái số lượng bệnh nhân em có, xong em sẽ match với nhau. Match thì có thể là match thủ công hoặc là dùng kỹ thuật máy tính để phân tích. Thế thì hoàn toàn có khả năng làm được, tùy vào nếu như bệnh viện tim mạch của chúng ta hoặc là các bệnh viện khác cái cơ sở dữ liệu của các em tốt, các em lưu trữ 5 năm ấy, thì các em có rất nhiều cơ hội để mà có thể match được với nhau. Thế càng nhiều bệnh nhân thì chúng ta càng có cơ hội match với nhau, còn ít thì chịu rồi đúng không. Thế thì đấy là cái mà tôi nghĩ rằng nó không phải là quá trở ngại, đây là do là số liệu chứ không phải là, tức là chúng ta lưu trữ số liệu chứ không phải là trở ngại về mặt là chúng ta làm thời gian ngắn hay dài. Nếu mà số liệu mà cơ sở dữ liệu chúng ta tốt thì trong vòng 6 tháng các em có thể phân tích được, em lấy số liệu từ ngày xưa. Thế còn số liệu càng nhiều thì giúp các em match được hai nhóm càng tốt. Đấy thì tôi chỉ muốn trình diễn cái setup này, xong thì tôi sẽ hướng dẫn các em phân tích thì nó sẽ dễ hiểu. Chính xác. Có thể bệnh nhân vào các cái thời điểm khác nhau, người ta gọi dynamic cohort, có nghĩa là bệnh nhân có thể vào các thời điểm khác nhau chứ không phải vào cùng một lúc. Miễn là chúng ta có ngày vào, ngày xảy ra sự kiện. Ví dụ một bệnh nhân vào cách đây một năm, sau đấy 9 tháng họ tử vong, thì chúng ta sẽ biết được ngày gì, ngày họ vào bắt đầu can thiệp và ngày tử vong, chúng ta sẽ tính được 9 tháng. Quan trọng là chúng ta tính được cái này. Đấy, ví dụ thế. Thế sau đấy thì một bệnh nhân khác lại không phải vào đây cách đây một năm mà vào cách đây 6 tháng thôi, nhưng mà lại đến khoảng 7 tháng sau họ tử vong chẳng hạn, thì chúng ta lại tính được là khoảng thời gian là 7. Thế còn vào cái khoảng thời gian mà chúng ta cắt để chúng ta nghiên cứu ấy, thì có rất nhiều bệnh nhân còn sống đây này. Còn sống. Và chúng ta tính từ cái thời điểm họ bắt đầu can thiệp đến cái thời điểm chúng ta cắt ra để chúng ta phân tích. Đấy thì các em hiểu như thế thì sẽ phân tích được. Và cái này nó rất hay. Và tôi tất nhiên là các em cũng có khó khăn là về cơ sở dữ liệu cũng như thời gian nghiên cứu, nhưng mà tôi cũng khuyến khích các em làm những nghiên cứu kiểu như này, nó rất có ý nghĩa. Và gần đây thì một số anh chị làm ở viện tim mạch cũng bắt đầu phân tích rồi, nhưng mà tôi chưa thấy đề tài nội trú khoa học nào mà các anh chị em mạnh dạn làm cái này. Toàn là phần lớn là mô tả đơn thuần rồi là phân tích liên quan vân vân, thì không, nó cũng nhiều quá rồi.
Thế về setup số liệu này các em hỏi. Ừ. Hả? Ừ, lot to follow-up thì sẽ có cái cách xử lý lot to follow-up. Ví dụ như ở đây thì gần như là mình đang minh họa đơn giản là không có. Thế còn lot to follow-up thì mình sẽ phải dùng phương pháp phân tích. Một là input số liệu hoặc là chúng ta sẽ... Long phân tích cái này bao giờ chưa? Một là chúng ta phải input hai sensor. Ừ. Ở đấy thì nó có nhiều trường phái, thì có nghĩa là Long đã nghĩ đến cái chuyện đó rồi. Thế thì ví dụ missing hoặc not to follow-up thì chúng ta phải tìm cách input số liệu hoặc là chúng ta phân tích theo kiểu intention to treat chẳng hạn. Đấy, vân vân. Thì cái đấy là cái nâng cao rồi. Thế còn ở đây thì mong muốn là các bạn ở đây để coi như là chúng ta theo dõi được bệnh nhân là đến khi một là xảy ra sự kiện. Đấy, là tử vong hoặc là họ đi ra khỏi hệ thống hoặc là lúc mà chúng ta cắt, chúng ta nghiên cứu. Thì về setup số liệu này thì các em có thấy vấn đề gì không? Ví dụ mỗi bệnh nhân chúng ta chỉ cần lấy là gì? Thời điểm bắt đầu can thiệp, đúng không ạ? Thời gian địa điểm xảy ra sự kiện hoặc là thời điểm mà chúng ta dừng nghiên cứu để chúng ta phân tích. Thì cái đó có làm lấy được không? Có chứ nhỉ? Thì cái đó em phải ghi nhận lại. Thế nếu trong trường hợp đấy là ghi nhận lại, coi những trường hợp đấy thì không tử vong nhưng không phải do nguyên nhân. Ít thôi. Nhưng vấn đề là nếu mà hồ sơ mà cũ thì phải có chẩn đoán nguyên nhân tử vong. Còn nếu mà nguyên nhân tử vong là nguyên nhân khác thì chúng ta không tính là tử vong do nguyên nhân này. Chỉ coi như là một trường hợp bị mất theo dõi thôi. Vì chúng ta không biết là bệnh nhân tử vong do nguyên nhân này hay không thì là coi như mất theo dõi. Thì chúng ta phải xử lý có mất theo dõi. Ở đây thì tôi chỉ minh họa cái trường hợp là đơn giản là tất cả mọi người đều theo dõi được. Thế còn vừa rồi có bạn Long bạn hỏi là có những trường hợp mà nó bị mất theo dõi. Mất theo dõi thì đến chúng ta không biết là cái sự kiện xảy ra họ như thế nào. Có nghĩa đến cái thời điểm mà đang cắt và đang nghiên cứu thì chúng ta không biết tình trạng họ sao, sống hay không biết hoặc chết cũng không biết. Đấy, thì chúng ta sẽ phải tìm cách xử lý. Nhưng mà hy vọng những trường hợp đấy nó không quá nhiều. Đấy, thì đây là cách đấy. Thì đấy là trường hợp lot to follow up. Thì cái số liệu về tử vong hay là sống sót này chúng ta sẽ bị missing. Thì đấy là cái số liệu setup này các anh chị em có hỏi gì không? Thế bây giờ thì chúng tôi sẽ sang phần phân tích thì nó đơn giản này thôi. Thì phần này tôi chỉ hướng dẫn rất là basic với những cái lệnh cơ bản. Đấy, tôi còn những phần này các anh chị em có thể đọc về đường cong rồi là các cái thuật toán. Đây thì tôi sẽ, nếu các em có phần mềm Stata rồi thì các em mở phần mềm Stata ra. Và chúng ta mở cái mở một cái bộ số liệu sống còn ra. Vâng, survival số liệu số 9 này. Vâng, ở đây thì số liệu nó rất đơn giản. Các em thấy setup số liệu rất đơn giản nhỉ? Em có mở được chưa? Mở bộ số liệu số 9 chưa? Có nhìn được không? Cho to tí nhỉ? À, bộ số liệu số 9 này, survival, số liệu 9 survival, đúng không? Mở được chưa các em? Thì nếu các em muốn nhìn setup số liệu giống như tôi vừa trình bày, các em chỉ bấm vào đây thôi ạ. Đây ạ, browse. Đây chính là cái số liệu mà tôi vừa mới trình bày với các em đây. À, chúng ta có 42 trường hợp, có 42 người thôi. Đây ạ, thì chúng ta sẽ có cái ID của họ này và có thời gian sống còn này, cái thời gian theo dõi này và cái outcome là tử vong hay không tử vong và họ thuộc nhóm điều trị mới hay điều trị cũ. Đây chính là cái setup mà số liệu mà tôi, thì setup số liệu này nó rất đơn giản, đúng không? Vâng. Thế thì để phân tích nó thì đầu tiên là chúng ta phải, đây ạ, tôi đã chuẩn bị sẵn trong các slide này có các lệnh rồi. Thì các anh chị em tôi sẽ giải thích, không mất công đánh thì tôi copy lệnh cho nó nhanh. Đây, đầu tiên thì chúng ta phải mở bộ số liệu này. Chúng ta mở được rồi đúng không? Thế thì để phân tích cái bộ số liệu này là coi nó là bộ số liệu sống còn thì chúng ta phải khai báo. Đây là cái lệnh mà chúng ta dùng để khai báo.
Trong slide có rồi thì đây ạ, tôi sẽ đây cái lệnh của chúng ta là như này, tôi cho to lên tí. Vâng. Chúng ta sẽ phải khai báo đây là bộ số liệu sống còn thì chúng ta sẽ dùng cái lệnh ST set survival time failure die, tức là cái outcome của chúng ta là tử vong, thế còn cái survival time là cái thời gian chúng ta theo dõi. Chúng ta chỉ cần chúng ta chỉ cần khai báo bộ số liệu này là bộ số liệu phân tích sống còn, sau đó chúng ta enter. Thì máy nó sẽ báo là có 42 trường hợp được theo dõi. Và có 30 trường hợp là có tử vong. Chúng ta làm được chưa các em? Đấy ạ. Tiếp theo thì chúng ta có thể rất nhiều lệnh, nhưng mà các em có thể play around về sau. Nhưng mà chúng ta có thể xem đây ạ. Ví dụ như tôi lấy, đây là những cái lệnh mà chúng ta hay dùng. Đấy, thì chúng ta có thể dùng những cái lệnh để chúng ta theo xem này. Xem cái thời gian, đây ạ, STS graph để vẽ một cái biểu đồ. Xin lỗi. Đây ạ, chúng ta chọn cái lệnh này nhé, STS graph này, copy này. Còn những lệnh trên các anh chị em có thể tham khảo sau, nhưng nó không phải là trọng tâm. Thì để chúng ta vẽ một cái biểu đồ Kaplan-Meier cho mình chung của toàn bộ mẫu. Đây ạ. Đây là vẽ cái biểu đồ Kaplan-Meier cho toàn bộ cái mẫu nghiên cứu chúng ta. Đây. Cái lệnh này đây ạ. Lệnh này. Lệnh đây. STS graph Eli 0.5, tức là tôi lấy một cái đường 50% xem là cái trung vị đến đến một cái khoảng thời gian nào thì 50% sống, bao 50% chết nhá. Thì chúng ta ra được cái biểu đồ chưa, thì chúng ta cùng phiên giải cái biểu đồ này. Đây ạ. Nhìn vào cái biểu đồ này thì chúng ta thấy rằng đây là xác suất sống còn của toàn bộ mẫu nghiên cứu, đúng không ạ? Thế và như tôi đã giải thích ban đầu là bắt đầu khi phân tích thì tất cả đều sống cả, đều là 100%. Thế và nếu như chúng ta nhìn vào cái đường 50% này thì chúng ta gióng xuống đây, nó vào khoảng 12 ngày đúng không ạ? Vâng, 12 ngày hay 12 tháng gì đấy, cứ cho 12 thôi, 12 tuần đi. Sau 12 tuần thì 50% sống và 50% chết, đúng không ạ? Thì cái đường này nó giúp cho chúng ta. Thế còn nếu mà sau 20 tuần thì có bao nhiêu phần trăm còn sống ạ? 20 tuần đây chúng ta giống ở đây, vì vào khoảng còn 30-35% còn sống, đúng không ạ? 70% tử vong, đúng không ạ? Thế thì thông thường ra thì với cái sơ đồ này, cái biểu đồ này thì chúng ta sẽ thấy được cái xác suất sống còn của toàn bộ. Thế bây giờ tôi muốn so sánh giữa hai nhóm. Đấy, thì vẫn cái lệnh này chúng tôi bổ sung thêm cái tham số là đây ạ, ta biểu đồ theo by treatment. Đấy. Vâng, đây chúng ta sẽ nhìn thấy đây là so sánh xác suất sống còn của nhóm can thiệp và nhóm đối chứng. Đây ạ. Nhóm can thiệp thì ghi là điều trị và nhóm đối chứng thì ghi là chứng. Thì chúng ta thấy rằng cái đường đỏ là đường sống còn cho can thiệp, còn đường xanh là nhóm chứng, đúng không ạ? Thế và nếu như chúng ta có thể so sánh rất đơn giản là vào cái thời điểm 10 tuần. Đấy, 10 tuần. 10 tuần thì xác suất sống còn của nhóm can thiệp là khoảng 75%, đúng không ạ? Nhưng nhóm chứng chỉ còn độ khoảng 35% thôi, thì thấy là sự chênh lệch, đúng không? Rõ ràng là nhóm được can thiệp phương pháp mới thì cái xác suất sống còn nó cao hơn. Thế thì chúng ta cũng có thể vẽ 95% khoảng tin cậy đây ạ. Đó. Chúng ta có thể vẽ 95% khoảng tin cậy để chúng ta xem. Vẫn lệnh đó, nhưng chúng ta có thêm Greenwood để chúng ta tính 95% khoảng tin cậy. Đấy.
95% khoảng tin cậy của các xác suất sống còn, xem nó có trùng với nhau hay không. Đấy, chúng ta thấy như vậy là nếu như nhìn vào đây chúng ta sẽ thấy nào, có những khoảng nó trùng nhau thì là sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê, thế còn lại phần lớn là sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, đúng không ạ? Nếu hai cái khoảng tin cậy này nó trùng với nhau thì sự khác biệt về xác suất sống còn giữa hai nhóm điều trị là không có ý nghĩa thống kê, đúng không ạ? À, thì đấy là Kaplan-Meier, đúng không ạ? À, vâng, phần này các em làm được chưa? Ok rồi nhá. Thế còn cuối cùng thì tôi sẽ phân tích tính toán ra cái hazard ratio. Đấy, tôi dùng mô hình hồi quy cốc. À, thế thì các em có thể dùng log-rank. Log-rank là một cái phân tích đơn biến đây ạ. Đây, nếu như mà đây các anh chị em nhá. Các anh chị em xem dùng giúp tôi là nếu như chúng ta muốn so sánh xác suất sống còn của nhóm điều trị nhóm chứng thì có hai cách phân tích. Một là chúng ta dùng kiểm định log-rank là phân tích đơn biến. Đây, chúng ta dùng copy lệnh này vào. STSET STS test. Đây, chúng ta bấm. Thì đây là phân tích đơn biến để tính xem là xác suất sống còn của hai nhóm có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê hay không. Thế và đây, người ta gọi là log-rank test để so sánh cái xác suất sống còn của hai nhóm thì chúng ta nhìn sự khác biệt có ý nghĩa thống kê không ạ? P nhỏ hơn 0.05 thì sự khác biệt là có ý nghĩa thống kê, đúng không? Thế thì tuy nhiên cái log-rank này nó chỉ cho phép chúng ta kết luận là xác suất sống còn của hai nhóm khác biệt có ý nghĩa thống kê hay không. Thế còn cái mà chúng ta thường phân tích đó là hồi quy cốc để chúng ta tính ra được cái HR. Thì HR nó sẽ thể hiện được là nếu như can thiệp thì cái xác suất tử vong của nhóm can thiệp nó sẽ giảm đi bao nhiêu phần trăm. Đấy, thì chúng ta sẽ dùng cái lệnh cuối cùng đây là ST cốc treatment, tức là dùng hồi quy cốc và chúng ta so sánh hai nhóm điều trị. Đấy. Đấy, chúng ta sẽ tính ra được đây, chúng ta sẽ tính đây là hồi quy cốc. Các anh chị em có thể cho các cái tham số khác vào để khống chế nhiễu hoàn toàn được. Thế nhưng mà chúng ta nhìn vào HR hazard ratio ở đây bằng 0.22 và sự khác biệt có ý nghĩa thống kê không? Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, đúng không ạ? P nhỏ hơn 0.05 và 95% khoảng cậy có chứa 1 không? 95% khoảng tin cậy không chứa 1 thì sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, đúng không? Thế và HR bằng 0.22 có nghĩa là gì? Có nghĩa là xác suất tử vong, ở đây nó quay sang nó so sánh tử vong chứ không phải là sống còn, mà xác suất tử vong ở nhóm điều trị sẽ chỉ bằng 0.22 lần so với nhóm chứng, đúng không? Hay nói cách khác là nếu như chúng ta tính phần trăm tuyệt đối chúng ta sẽ tính được là sẽ giảm được 78%, chỉ còn 22% thôi mà giảm được tỷ lệ tử vong, hay nói khác được giảm được xác suất tử vong theo con số tuyệt đối là 78% và sự khác biệt là có ý nghĩa thống kê, đúng không ạ? Thì nếu như các em làm được các nghiên cứu kiểu như này thì rất là có giá trị và rất là hay. Mọi người có hỏi gì phần này không ạ? Đến tóm lại là phân tích sống còn thì cái setup số liệu của nó rất dễ và phân tích nó cũng rất dễ, thì các em chỉ cần tính cho tôi ba thứ quan trọng nhất. Có rất nhiều thứ mà các em có thể thử. Nhưng mà thứ nhất là Kaplan-Meier để nhìn cái xác suất sống còn nó như thế nào. Để nhìn khi mà trình bày thì các thầy thích hơn là dùng Kaplan-Meier. Thế còn nếu mà để kiểm định thì phân tích đơn biến thì cho phép chúng ta xem là xác suất sống còn hai nhóm khác biệt có ý nghĩa thống kê không thì chúng ta dùng log-rank test. Thế còn nếu như muốn tính hazard ratio thì chúng ta dùng hồi quy cốc. Đấy, thì lệnh của nó chỉ đơn giản như này thôi. Còn nếu các em có các cái số liệu giống như em nói là bạn nói là để khống chế nhiễu ấy, thì các em có thể đưa tuổi giới rồi là BMI rồi bệnh kèm theo vân vào để khống chế nhiễu trong mô hình này. Mô hình đây đang là để một biến treatment thôi, nhưng mà em có các biến khác em đưa vào để khống chế cái sự khác biệt giữa hai nhóm thì là hoàn toàn được, thì rất có giá trị. Tôi cũng rất khuyến khích các em là làm những nghiên cứu kiểu như này, mà chưa thấy nhiều người quan tâm. Thử xem, tại nó tùy thuộc vào từng cái bệnh một, nó tùy thuộc vào tính tỷ lệ tử vong của em nhiều ấy, hoặc là không nhất thiết tỷ lệ tử vong đâu mà có một cái biến chứng gì đấy.
Ừ đấy, bất cứ một biến chứng gì đấy không nhất thiết phải tử vong. Biến chứng tái hẹp hay là gì đấy, rồi là có những cái biến chứng, tóm lại là tất cả các biến chứng đều có thể sử dụng, miễn là cái nguyên tắc của chúng ta là theo dõi dọc qua thời gian. Mà khi bệnh nhân xuất hiện cái sự kiện là chúng ta ghi nhận được, cái ngày mà bệnh nhân xuất hiện sự kiện là chúng ta ghi nhận được. Thì đây là cái nghiên cứu nó rất là hay như vậy. Vâng. Các em có hỏi gì thêm nữa không? Tóm lại là buổi sáng ngày hôm nay thì tôi trong thời lượng khoảng gần 3 tiếng thì tôi cũng chỉ trao đổi các em những phần cơ bản về chọn mẫu, cỡ mẫu và cũng trao đổi một chút về thiết kế. Thì bên cạnh đó thì rất khuyến khích các em làm về sống còn, phân tích sống còn. Sống còn thì không nhất thiết phải là tử vong, mà các em có thể làm chọn bất cứ cái sự kiện gì, miễn là chúng ta theo dõi dọc. Ở đây có 42 bệnh nhân thôi, các em có thể làm 30 bệnh nhân thử xem. Nhưng mà 40 bệnh nhân nhưng mà cái tỷ lệ tử vong nó rất là cao. Tỷ lệ tử vong có 30 người trên 45 người, 42 người tử vong thì nó rất là lớn. Thì đề nghị là các anh chị em chúng ta nghiên cứu nhỉ. Không hỏi gì đúng không? Chắc là đói rồi đúng không? Còn nếu các anh chị em mà không hỏi gì thì chúc chúng ta có thêm năng lượng để hoàn thành nốt những cái ngày học tiếp theo. Tôi nghĩ là Viện Tim Mạch thì cũng rất là tiên tiến để yêu cầu các anh chị em học. Và tôi cũng thấy rằng là các cái chất lượng luận văn của mà các cao học nội trú tim mạch nó cũng có khác, cũng tốt hơn so với nơi khác mà nếu không được tập huấn. Tất nhiên là tôi cũng nói rất nhiều lần với các anh chị em là nếu như mà chúng ta học mà chúng ta không làm nó sẽ quên. Có thể các em hiểu, khi mà trình bày này các em có thể hiểu, nhưng nếu không thực hành nó sẽ quên và không bao giờ trở thành kỹ năng được. Nó chỉ ở dừng mức kiến thức thì sẽ quên. Thế thì cũng rất mong là các anh chị em chúng ta cố gắng, nếu mà quan tâm đến vấn đề gì thì chúng ta cố gắng có điều kiện thực hành. Và nếu cần hỏi thêm, trao đổi với chúng tôi thêm vấn đề gì thì chúng tôi sẽ sẵn lòng nhé. Thế xin mời các anh chị em nghỉ trưa và chúc chúng ta mọi sự tốt đẹp.